Quên. Rồi nói sơ lịch của mình nữa nè. Hôm nay mình sẽ sửa trắc nghiệm bằng điện phân. Sửa trắc nghiệm bài 7. Quên, sửa trắc nghiệm dòng điện bình thường trên số di động cái kiểu. Và sau đó sửa luôn phần định lượng nữa. Và sau đó ta sẽ làm thêm một vài bạn dạng dạng toán ghép nguồn với lại dạng toán lập luận nữa. Tại vì sợ phòng hờ ra thi ha. Từ tuần sau ha, mỗi tuần thì sẽ gửi lên 2-3 đề của các trường trong thành phố mình ha, một cho mọi người tự làm nhé. Mọi người có biết hình thức thi của mình là tự luận hay trắc nghiệm chưa? Ủa bên gia đình thi trắc nghiệm tự luận vậy? Khoa biết chưa? Dạ thi ớt thầy Là thi tự thì biết thi ớp rồi nhưng thi tự luận hay trắc nghiệm? à thi tự luận thầy Tự luận full luôn hả? tự luận mà sau bữa cô cho em kiểm tra 15 phút là trắc Ồ vậy chưa biết nội dung thi là gì luôn. Ê, chưa biết hình thức luôn hả? chưa biết hình thức thi dạ Ok, mấy bạn khác biết hình thức chưa? sao khoa nó giống em với thầy. Trường em thi nửa này nửa kia mà nửa nạc mới mở mà trường em thi cái gọi là tùm lum hình thức đó. Trường em thi hợp đồng hình thức các khỏi thi luôn cái này. Em khỏi thi đi cũng được á, giỏi á. Trời ơi, còn Châu trường mình còn không biết nữa hả Châu? 70 trắc nghiệm, 30 tự luận. Trời ơi, 30 tự luận mà 77 73 ha. Phần riêng, phần tích hợp riêng, cơ bản riêng và phần chuyên riêng. Còn Cường là full gì? Full full trắc nghiệm hả Cường? Chốt kèo luôn rồi hả? À, vậy thì lo mà làm nha. Rồi ok. Mọi người ơi nói một lần nữa là trời đất ơi thiệt luôn mọi người. Thiệt luôn đó, nói khang cổ họng luôn ha, từ lớp 10 đến lũ 11 ha, không có lũ nào biết hết. Nói từ đầu năm đến giờ ha mọi người. Lặp lại lần này là lần thứ bao nhiêu đó không biết nữa ha. À, trong đề cương ha, sau mỗi bài tự luận ha, đây mỗi bài tự luận sau đó đều có trắc nghiệm. Dạ mọi người thi trắc nghiệm á, mọi người lật ra mọi người quýnh như thầy nha mọi người. Quýnh đi mọi người ơi, quýnh thoải mái ha. Tuần sau thầy sẽ up full đáp án của những phần này lên nha mọi người dò ha. Trong quá trình làm bài bí chỗ nào thì nhắn qua hỏi thầy, tại vì thời gian có hạn không thể nào sửa hết trắc nghiệm được. Được chưa? Không thể nào sửa hết được. Cho nên là mọi người cứ làm đi sau mỗi bài ha. Ví dụ hôm nay mình học bài số 7 đây đây. Bài 7 dòng điện đây, bài 7 dòng điện không đổi. Thì tiếp đến sẽ có phần bài tập tự luận ha. Rồi sau bài tập tự luận ta sẽ hết kéo hết phần tự luận ha. Thì ta sẽ đến với bài tập trắc nghiệm. Bài nào cũng vậy hết nha mọi người. Bài nào cũng vậy hết. Thứ tự đàng hoàng nha. Cho nên trường nào thi trắc nghiệm nó gì trường của Cường này đúng không? Đó là thi trắc nghiệm full ha. Thì mở ra quýnh trắc nghiệm mấy cái bài này. Nhớ nha, nội dung thi của mình là ba chương, là nó hầu như trường nào cũng là ba chương hết, chương 1, chương 2, chương 3. Đánh trắc nghiệm nhiều vô, đặc biệt là định tính để cho không bị sai lý thuyết nha. Sai lý thuyết là cái dễ sai nhất. Mọi người làm bài yên tâm, mọi người đúng không? Mọi người làm bài tập á, mọi người không sai bài tập đâu, hứa luôn không sai bài tập đâu, mọi người chỉ có sai lý thuyết thôi, cho nên coi chừng đó nha. Ok không? Ủa bên bên trường của Hiền thì sao, thi tự luận hay trắc nghiệm vậy Hiền? Chắc tự luận full như mấy năm luôn hả? Chừng mấy bạn khác sao, biết biết hình thức chưa? Ok rồi, có gì mà mọi người cứ nhắn hình thức thi qua ha, hoặc là mọi người có đề thi của các trường trường của mọi người năm ngoái thì gửi qua ha, tuần sau thì sẽ up bài lên cho mọi người làm ha. Rồi từ tuần sau mình sẽ giải đề, thầy sẽ up đề thường xuyên, thầy sẽ up đáp án lên nha. Thì đấy cho nên làm đi Cường, làm trắc nghiệm điện phân chứ Cường, làm chứ Cường, chắc chắn là chưa đúng không? Cho nên thầy mới cho mọi người làm trắc nghiệm bây giờ này đây. Trời ơi, giải trắc nghiệm nào. Vừa thấy cái gì đó biên qua. Rồi, bắt đầu ha, bắt đầu sửa trắc nghiệm điện phân nhé. Hôm nay mình làm lẹ để tí hồi bài sau cuối nửa nửa giờ sau mình học dòng điện trong cái chất khí ha. Rồi mọi người về làm 53 câu trắc nghiệm dòng điện trong chất khí nữa. Rồi. Trắc nghiệm điện phân ha, học kỹ vô. Bài này là bài trọng tâm của chương, kể cả phần bài tập, kể cả phần lý thuyết luôn. Nhớ ha. Rồi ôn tập sơ sơ dòng điện giao tiếp điện phân này, mọi người trả lời giùm thầy nha. Dòng điện giao tiếp điện phân hạt tải điện là các gì? Rồi, để ôn sơ sơ lý thuyết ha, dòng điện trong chất điện phân ha, hạt tải điện là gì? Cái rất hay hỏi ha, hạt tải điện là gì đây?
ai hỏi chơi thôi, mình chưa có quýnh, chưa quýnh trắc nghiệm ông nội. Hạt tải điện là y ông dương và y ông âm nhé, y ông dương và y ông âm. Rồi y ông dương y ông âm thì y ông dương đi như thế nào, cùng hay ngược chiều điện trường? Y ông dương đi cùng hay ngược? Y ông dương sẽ đi cùng chiều E. Rồi được chưa? Y ông dương đi về phía bảng gì vậy? Đi về phía bảng gì? Anode hay cathode? Anode hay cathode? Đọc tên gọi nha, anode hay là cathode đây? Đọc tên gọi đi. Rồi. Wow, mọi người học bài giỏi quá. Ok, cathode hả mọi người? Đi về phía cathode. Cathode là bảng gì? Cathode là bảng âm nhé. Bảng âm. Rồi, do đó y ông dương người ta còn gọi là gì? Y ông dương người ta còn gọi nó là cái gì? Cái tên gọi y ông dương á, bên trong bình điện phân người ta còn gọi đó là gọi là anode hả? Giỏi quá mọi người. Trời ơi, má ơi, y ông dương đi về phía cathode ha, nó còn có tên gọi của y ông dương còn gọi là anode. Y ông dương chúng ta còn có tên gọi đó là các cation ha mọi người. Học hóa dữ vô đi nha. Tôi mét thầy nhị nè. Rồi, tiếp ha. Y ông âm ha mọi người, y ông âm thì là đi ngược chiều điện trường. Đúng không? Y ông âm ngược lại nó sẽ đi về phía gì? Đi về phía anode. Và anode đó là bảng gì? Bảng dương ha. Khi đó người ta gọi cái thằng này là những cái anion ha, anion được chưa, gọi là cái anion ha. Rồi tiếp tục, rồi dòng điện trong chất điện phân mình có vậy đó, thì bây giờ có bao nhiêu lý do ha khiến cho dòng điện trong chất điện phân không dẫn điện tốt bằng dòng điện trong kim loại? Dòng điện trong chất điện phân ha dẫn điện kém hơn dòng điện trong kim loại, mấy lý do ta? Giỏi quá ta. Mấy lý do mọi người? Ba cái đúng không? Ba cái ha. Cái thứ nhất là do gì? Mật độ của nó nhỏ, được chưa? Cái thứ hai ha, kích thước nó lớn đó, kích thước lớn ha, chạy ì ạch chạy không nổi. Và cái số ba ha, môi trường mất trật tự đó, môi trường mất trật tự ha. Ok rồi mọi người ơi, thì trong dòng điện trong chất điện phân chúng ta học một cái hiện tượng nổi bật nhất của dòng điện trong chất điện phân á, đó là hiện tượng gì, nhớ tên gọi không? Đó là hiện tượng gì? Đó là hiện tượng người ta gọi là dương cực tan chứ phải gọi là cực dương tan nha, dương cực tan nha ông nội nha, dương cực tan nha, dương cực tan. Rồi dương cực tan làm sao? Dương cực tan đó là kim loại làm anode ha, kim loại bằng làm anode, ví dụ như CU đi thì sẽ được nhúng vào dung dịch nó có gì, nó có chính kim loại đó làm ion CU2 cộng, thì đây là hiện tượng dương cực tan. Thì đối với hiện tượng dương cực tan thì bình điện phân xem như là một gì, xem như bình điện phân như gì, xem bình điện phân như là một cái gì, xem bình điện phân như là một cái gì mọi người, bài toán điện phân mình làm nó toàn là bài toán gì á, dương cực tan không à, là mình coi coi nó như là một vật chứng điện hả. Bravo bravo. Một điện trở ha, điện trở RB được chưa, coi như là một điện trở ha. Rồi sau đó ha, mọi người coi như một điện trở, vậy thì khi nhiệt độ tăng thì điện trở bình điện phân như thế nào, nhiệt độ tăng thì điện trở bình điện phân như thế nào? Đâu ai nói tăng nè, ai nói tăng đâu, đâu rồi Cường hả, trả lời nào, Thảo nữa nè, mọi người ở bài bài thi của mọi người nha, Châu Thiên Kim trả lời nè, Mai Tâm thử trả lời nha, rồi nhắn qua nào, nó là điện trở của nó sẽ giảm xuống nha, giảm nha. Rồi vậy thì nếu như các trường hợp khác dương cực tan, trường hợp khác dương cực tan đi thì bình điện phân xem như là gì mọi người? Bình điện phân xem như là gì? Dương cực tan ha thì bình điện phân là điện trở. Vậy thì khác
trường hợp dương cực tan thì bình điện phân mình xem như nó là một cái gì rồi, một cái không biết ha. Ừ, không biết hả? Không biết đúng không? Ok, mình sẽ xem như nó là một cái máy thu điện nha, nó tiêu tốn điện của mọi người, được chưa? Rồi, ngoài ra ha, trong phần này chúng ta còn có các định luật Faraday. Mọi người nhớ để ý nội dung của các định luật mắc công. Người ta hỏi nội dung định luật đó nói về điều gì. Mình có hai định luật Faraday. Định luật 1 Faraday nói về điều gì? Định luật 1 Faraday nói về khối lượng thoát ra hoặc là giải phóng ở một điện cực ha, bằng số nguyên lần nhân cho điện lượng, nghĩa là M tỷ lệ thuận với Q. Trong đó K người ta gọi K là gì mọi người? Trong đó giá trị K người ta gọi nó là cái gì? K gọi là gì nè, ai nhớ? K có tên gọi là gì trong công thức này? K người ta gọi đó là, đúng rồi, K người ta gọi đó là, gọi tên gọi chứ mấy đơn vị ha, đương lượng điện hóa. Và đơn vị của nó chính là kg trên coulomb chia qua là thấy. Được chưa? Đây là định luật 1 Faraday ha. Tiếp tục ta đến định luật 2 Faraday. Thì định luật 2 Faraday nói về điều gì? Định luật 2 Faraday nó nói về cái gì? Nó nói gì về gì ta? Định luật 2 Faraday nó nói về cái thằng gì trong công thức trên? Nói về thằng nào mọi người? Đó, ví dụ như người ta hỏi là định luật Faraday nói về điều gì ha? Thì định luật 2 nó nói về cái thằng đương lượng điện hóa K ha, nó sẽ bằng là A chia cho N nhân F, trong đó F chính là 96500 ha. Được chưa? Rồi, N nhân F ha, trong đó gì ạ? F đơn vị là gì? F người ta gọi đây là hằng số Faraday, đúng không? Hằng số Faraday. Rồi, hằng số Faraday có đơn vị là gì mọi người? Đấy, người ta hỏi lý thuyết mọi người đó nha. Trời ơi, mấy câu này nó hỏi hết đó. Hằng số Faraday có đơn vị là cái gì? Ok ha, C trên mol. Được chưa? Đó, và ứng dụng từ đây ha, mình có biểu thức chung ha, mình ghép hai này lại thì mình mới suy ra được biểu thức gì? Em nè, ăn ít thôi, đúng không? Chia anh, 96500. Từ hai cái đó mình mới suy ra được biểu thức này ha. Và ngoài ra thì mình có cái ứng dụng bình điện phân như luyện nhôm, luyện đồng, điều chế clo vậy ha. Đây, ứng dụng đó, như học hóa vậy ha, học hóa đúng không? Đó, ứng dụng ha, ứng dụng vô có gì? Có ví dụ như là luyện ha, luyện chứ mà luyện kim loại, luyện một số kim loại ha. Rồi ngoài ra là gì? Ngoài ra là điều chế clo suốt mạ điện gì đó, điều chế clo ha. Đó, hoặc là gì? Hoặc là mạ điện đúc điện. Rồi, xong. Rồi, xong ha. Đó, tóm tắt lại tất cả những gì gọi là sao á? Tinh túy, nói chung là nó rất tinh túy ha, trong phần trắc nghiệm điện phân. Rồi, vô. Bắt đầu ha. Rồi, ai không nhắn đáp án thầy sẽ gọi hỏi lý do trả lời, cho nên hy vọng mọi người đều trả lời đáp án nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi, nhắn đáp án qua nha. Câu số 1. Mọi người chụp qua, mọi người muốn chụp không? Thôi tí thôi thầy chụp qua nha. Đó, tóm tắt lại thôi. Rồi, câu số 1 chọn câu gì? Trời ơi, Hảo giỏi. Trời ơi, giỏi quá. Chồng của D. Ủa, bạn có bị ao ngao sắc không vậy? Ơ kìa, cái gì vậy? Y ông Dương, y ông Âm chọn đi cùng chiều điện trường hả? Hả? Y ông Âm, y ông Dương đều đi cùng chiều điện trường hết hả? Đi theo điện trường ha, dưới tác dụng của điện trường thôi nha, chỉ chịu thôi.
còn y ông Dương đi cùng chiều, y ông Âm đi ngược chiều mà, một xế. Cường với thằng Thiện nha. Câu 2. Ủa nó để em chọn gì vậy? Đâu, em chọn câu gì vậy Thiện? Em chọn câu D mà. Câu 2 gì? Nhưng mà nói theo theo chiều thì nó có thể nó Dương thì chả lẽ nếu mà cái câu này nó có nghĩa là Dương thì nó sẽ theo chiều nó sẽ về Dương à? Ờ đi theo chiều là y ông Dương cũng đi về cực Dương luôn hả? Đi ông Dương đi y ông Âm chứ, đi về cực Dương luôn hả? Y ông Âm có đi về cực Dương không? À, y ông Dương chứ, nó có đi y ông Âm chứ, có đi về cực Dương không? Không nè, ý cái này là nó đi cùng chiều điện trường, thấy không? Cái chữ theo chiều điện trường á có nghĩa là cùng chiều điện trường, hình dung không? Hình dung không? Dạ yeah, dạ yeah, ok. Đó, Dương Âm đó, chả lẽ thằng nào cũng đi về phía thằng cực Âm. À hiểu hiểu hiểu. Rồi tiếp, câu 2 chọn câu gì? Không mém lú ha, 2B ha, ok 2B nhá, điện trở giảm, nhiệt độ tăng. Tiếp, 3 gì? Mọi người nhắn lần thôi, nhắn lần thôi cho thầy coi nữa. Một lần thôi. Hạt tải điện trong chất điện phân là y ông Dương, y ông Âm. Bốn gì? Ủa khoan xí. Ủa Mai Tâm ơi, em biết em có cầm đề cương chưa? Từ từ, hỏi bạn mới một cái. Em thấy đề cương rồi đúng không? Tâm ơi. Bạn Khoa chẳng có 4C là biết tay tôi. Tâm ơi Tâm. Từ từ lại xíu nha. Dạ có 4 chọn UB nha. Ion dương, ion âm trong bình điện phân tăng. Rồi 4B ha mọi người. Tại vì nhiệt độ tăng khiến cho mấy con quỷ đó phân ly mạnh mẽ hơn. Tiếp tục câu số 5. Nam chọn câu. Câu C ha, ok 5C ha mọi người. Cả hai giá trị mặc dù độ nhớt chúng ta không học ha, nhưng mà trong đề cương ái lộn trong sách giáo khoa nó vẫn ghi về yếu tố độ nhớt nha mọi người. Độ nhớt mình không học, tuy nhiên độ nhớt nó cũng ảnh hưởng đến góc tốc độ bay di chuyển của mấy thằng điện tích ha. Đáp án câu C ha. Tiếp tục câu số 6. Trời ơi 6 đi mọi người ơi, 6. Hiện tượng tạo ra hạt tải điện. Ơ thầy đổi lộn tên hả? Ôi chết, đổi lộn tên á, đợi xíu. Rename no. À, lộn tên đó, đổi lộn tên, sorry. Rồi câu 6 gì? Câu 6 chúng ta chọn câu. Chọn câu B hả? Rồi Sơn giải thích lý do tại sao chọn câu B đi Sơn. Hạt tải điện trong dung dịch điện phân là nguyên nhân gây ra chuyển động các phân tử. Ủa chấm hỏi. Ủa trời ơi, hạt tải điện trong bình điện phân nó di chuyển từ đây sẽ khiến cho có dòng điện chạy trong bình điện phân 6D nha mọi người. Rồi 7 rồi 7 chọn câu. Câu D. Rồi 7D ha, tạo ra hạt tải điện nhá, hiện tượng phân ly tạo ra các ion ha, đó chính là hạt tải điện trong bình điện phân. Tiếp câu 8 gì? 8 gì? Rồi 8 gì? 8 gì? 8 gì? Ok ha, giỏi ha, đó sự phân ly ha, chính. Chính gì? Chính. Chính D, chính C đâu rồi, thử hỏi coi rồi Lê Quỳnh Thiện. Đồng bám nhà ca tốt hả Lê Quỳnh Thiện? Đúng, cái đó đúng rồi ha. Đúng rồi. Đúng, nhưng đủ không? Kết quả cuối cùng chỉ có vậy thôi hả? Đúng nhất là đồng nó bay từ anode sang cathode ha. Đầy đủ nhất, đó là câu D ha. Hiểu ha. Tại vì hôm bữa nói đây là một quá trình có hai đầu ha. Một đầu mất CU, một đầu nhận CU do quá trình hai đầu. Cho nên người ta coi như là đồng đi từ anode sang cathode ha. Tiếp, câu số 10. Câu 10 chọn câu gì? Câu 10 chọn câu gì mọi người?
Câu 10 chọn câu gì? Ok, 10B ha, quá dễ. Tiếp. Câu 11 chọn câu gì? 11 chọn câu gì đây? Để xác định hằng số ở đây, người ta cần xác định những cái gì? Rồi, 11 ha, bắt đầu quýnh lộn nè. Đây, nào C, nào là D. Rồi, người ta xác định khối lượng chất đó bám vào cathode và thời gian qua chất. Rồi, nếu như mọi người làm câu C ha, mọi người. Đây, M bằng AIT chia 96500 nhân N. Nếu như mọi người làm câu C á, là mọi người xác định yếu tố gì? Xác định khối lượng M đúng không? Xác định thời gian T. Tuy nhiên, có một yếu tố chưa xác định nó là cái gì biết không? Câu C nó thiếu gì biết không mọi người? Câu C nó thiếu gì? Câu C nó thiếu cái điều gì? Nó thiếu thằng quỷ Y ha. Quan trọng nhất cái thằng Y. Được chưa? Cho nên cái câu này đúng nhất ha. M bằng KQ. Khối lượng và Q là chính xác nhất. Đáp án của mình là câu câu D ha. Được chưa? Rồi tiếp. 12 chọn câu gì? Ô, câu D chứ. Rồi, chọn câu A thì em thiếu thời gian em ơi. Chọn câu A em thiếu thời gian nha Cường. Rồi 12 chọn câu gì? Rồi 12 chọn câu gì mọi người? Mọi người ơi. Châu nè, Thiên Kim nè. Tâm ơi Tâm. Coi tin nhắn thầy nhắn cái Tâm. Chọn câu gì đây mọi người? Dạ nhắn lần hơi thiện lê. Rồi chọn câu rồi. Tại sao chọn câu C? Câu C là bậy nha. Câu C là bậy hết sức nha. Ok. Rồi, câu 12 tại sao chọn câu A vậy? Quỳnh Thiện Lê. Thôi Uyên Phương đi Uyên Phương. Uyên Phương sao chọn câu A vậy Uyên Phương? 12 sao chọn A vậy? Tại vì nó là mấy cái bình mắc nối tiếp với nhau. Đúng rồi, chính xác. Rồi đây, có bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao không phải là A thằng CL3 đúng không? Nhiều nhất. Đúng không? Đấy, mọi người sẽ làm vậy ha. Đây. A IT ha chia 9N nhân số 96500. Rồi mọi người nhớ thầy nói không? A cái này là khối lượng mol phân tử CL2 hay là khối lượng mol của thằng nguyên tố CL vậy? Nó là khối lượng mol của thằng nào? Của thằng nguyên tố ha, 35,5 mà thôi. Được chưa? Của thằng đó thôi ha mọi người, đừng nhầm lẫn nha, chỉ là của thằng nguyên tố thôi ha. Và do mặt này mặt nối tiếp cho nên các y chúng nó bằng nhau ha. Đáp án của mình là câu A. Rồi, tiếp câu số 13 ha. Rồi 13 chọn câu gì đây? Rồi 13 quýnh lộn nhau nè, quýnh lộn đi. 13 gì? Ừ đó, mới vô thằng trả lời sai rồi ha. Hảo, đọc kỹ giùm. Rồi, 13 chọn câu gì đây mọi người? Thôi, Hiền ơi thử trả lời nha, thử nhắn qua nè. Thảo ơi, chọn câu gì Thảo? Cường ơi, Hải ơi, Sơn ơi. Ủa thằng Khánh Minh đâu rồi ta? Khánh Minh nó vô trễ. Thì phải. 13 chọn chọn câu gì? Rồi, ok, mời Cao Hoàng Sơn. Sơn ơi Sơn. Đúng không? Nãy Sơn chọn câu B đúng không Sơn? Không đáng bị gì nè. Ai chọn câu C B quên rồi. À em chọn A hả? À, thầy lộn đúng không? Ok. Rồi ha. Rồi, M là bằng gì? M thì bằng AIT 96500. Đây công thức này. Thì rõ ràng ha, thứ nhất phải có gì? Thời gian T dùng đồng hồ. Thứ hai cường độ Y dùng ampere kế ha. Thứ ba khối lượng M ha, dùng cái cân nhá. Dùng cái cân nha mọi người. Rồi, từ đây ta có câu câu A. Ok, biết rồi. Rồi tiếp câu 14 chọn câu gì? 14 là câu trí tuệ ha. Ai trả lời đúng à? Đâu trí tuệ nè. Coi ai trả lời đúng câu trí tuệ này ha. 14 chọn câu gì? Lụi là B hả? Chữ ta hay. Có kinh mạng hả? Do kinh mạng hả? Rồi Châu sao B Châu? Giải thích thử Châu ơi. Nhìn hình là biết. Mới sệt. Giỏi. Tại sao chọn cô B? Ok, đáp án đúng của mình là cô B ha.
tại ba cái nó gần hết thời gian hơn. Ủa đúng không? Không, tào lao. Không nha, tào lao nha. Rồi, có ai biết tại sao chọn câu B không nè? Who know? Rồi, Khánh Minh vô đúng câu này. Ôi, xin chào Trần Khánh Minh. Chắc là do nó dài hơn nên là khối lượng ít hơn. Ừ. Ôi em chọn vậy, em chọn có cái một chứ, M1 lớn nhất chứ em. Em nói thằng nào dài thì khối lượng bám nhiều chứ, thì là em chọn câu C chứ. Bậy bạ. Bậy tầm bạ. Rồi ai biết trả lời nè, không ai đúng không? Ô tầm bậy bà. No, không ảnh hưởng cái chiều dài ha. Rồi 3-1 không song song luôn ha. Rồi đây mọi người nhìn đây. À, về mặt điện trở bình ha, thì điện trở ha, mọi người, lúc này có hai điện cực đúng không? Một là điện cực nối dương, hai là điện cực nối âm, được chưa? Thì lúc này mình coi hiện tượng dương cực tan á, thì cái này nó giống như là gì? Bình điện phân coi như là cái gì vậy? Bình điện phân coi như là cái gì? Bình điện phân coi như là cái điện trở R đúng không? Điện trở R thì lúc này ha, diện tích của hai bảng này nè, đây diện tích của hai bảng nè, đó chính là S. Lúc này hai bảng ha, chúng nó có khoảng cách là hai bảng lúc này có khoảng cách là L. Vậy thì mọi người nhớ không? Nó giống như là cái bài toán sợi dây dẫn kim loại á, tại vì nó dẫn điện ở giữa hai cái bảng này mà. Dòng điện nó sẽ các hạt nó sẽ dẫn như thế này mà đúng không? Cho nên chúng ta có R bằng gì? Chúng ta có R bằng gì nè? R bằng gì mọi người nhớ không? Công thức R trong dòng điện ở trong một cái dây dẫn á thì R bằng gì đây? R của chúng ta bằng Rho L Ts. Mà người ta đọc đề đi, người ta cho các diện tích các bảng này có diện tích bằng nhau, S như nhau hả? Mang này cùng một bình hết, Rho như nhau, chỉ con quỷ duy nhất khác là thằng L khác. Được chưa? Thằng L khác ha. Vậy bây giờ mọi người nhìn coi, L ha là khoảng cách hai bảng. Vậy mọi người coi khoảng cách hai bảng nào bé nhất vậy? L nào bé nhất? Mọi người nhìn vô hình vẽ ha, L nào bé nhất? L nào bé nhất đây? L L3 đúng không? Bé nhất. Rồi đến L2, đến L1. Thì từ đây đồng nghĩa với việc là R3 bé hơn R2, bé hơn R1. Mà R càng bé thì Y nó sẽ làm sao? R càng bé thì Y nó phải làm sao? Y nó sẽ càng lớn. Trời ơi, R lớn, R bé thì Y nó bé theo. Cái gì vậy? Điện trở mà điện trở nhỏ thì dòng điện dắt qua nhiều chứ. Kìa. Vậy thì đây chúng ta có Y lớn ha. Suy ra ta có M3 lớn hơn M2, lớn hơn M1. Ta chọn câu câu B ha. Được chưa? Ta chọn câu B ha. Rồi tiếp. Đấy, một câu ha, khó nhằn. Thấy không? Không làm trước câu này ra thi đời nào biết làm ha. 15. Rồi, mọi người ghi chú vô đi. 15 chọn câu gì? 15 chọn câu gì đây? 15 ta chọn câu câu D ha. Ok, 15D quá dễ rồi. 16 chọn câu gì? À, 16 đề sai bữa chỉ rồi đúng không? 16 sửa đề câu C lại ha. 16 sửa câu C, ghi là anode tải sang cathode mới đúng nha. Chứ câu D là sai bét. Câu D cathode sang anode là vậy. Đúng ra là anode sang cathode nha. Sửa lại câu C ha. Rồi, tiếp. Câu 17 chọn câu gì? Khối lượng chất sinh ra điện cực của bình điện phân sẽ gì? Sẽ gì mọi người? 17 chọn câu gì nè, mới học trên ứng dụng liền dùm cái nè mọi người, ứng dụng liền lập tức. Nhúng sâu hả? Đã nói bên trên có ảnh hưởng đến độ sâu không ông nội? Trời ơi, nhìn đi, ảnh hưởng độ sâu không? Không, ảnh hưởng cái khoảng cách hai bảng kia. Đúng không? Thì khi L tăng ha, L tăng thì đồng nghĩa R tăng.
là nhầm, L giảm chứ, L giảm dẫn đến R giảm dẫn đến Y tăng dẫn đến khối lượng M tăng lên, chọn câu A. Rồi, ok. Bạn nào không được thì nhắn thầy ngừng liền lập tức nha. Ai không được nhắn liền nha. Tiếp, 18, chọn câu gì? Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của... Con này em không thể sai, chính xác, y âm dương cùng chiều điện trường hay y âm ngược chiều, 18B. Tiếp, 19, chọn câu gì? 19 này, 19 nhiệt độ thì này C ha, dễ quá không nói nữa, 20. 20 chọn câu gì? Nếu dòng điện không đổi thì khối lượng chất giải phóng điện cực không tỷ lệ thuận với. 20 chọn câu gì đây? Trời ơi, đứa nào 20 này không biết làm thì coi lại bản thân mình học hành kiểu gì đi nha trời. M tỷ lệ nghịch cái gì? Hóa trị, đáp án B hả? Rồi, tiếp 21 chọn câu gì? 21 mới trả bài luôn, 21 chọn câu gì? 21 mới trả bài ha, 21D. Tiếp 22 chọn câu gì? 22 chọn câu gì đây? 22 ta chọn câu chắc chắn là câu A. Wow nha, ông nội ơi. Vật ha mọi người, vật là thằng bám vào. Thấy chưa? Thằng bám vào ha, để cho thằng bám vào thì thằng đó phải ở cực âm. Bám ha, thằng ăn bám nó phải nằm ở cực âm. Mà cực âm là ca tốt nha, cực âm nó là ca tốt. Đáp án cụ đề nha. Rồi, câu 23. 23 chọn câu gì? Đó, mọi người uống nè, Thiên Kim với lại Châu nè, uống nguyên năm ngoái nè. Y ông lai có thấy không? Y ông lai pha. Uống y ông lai pha, nó có nhiều y ông cho nên nó dễ phân ly, dẫn điện câu C, nước cất. Cái thằng này này được. Nước cất ha, chọn nước cất luôn ha. Rồi. Rồi, câu 24 chọn câu gì? 24 chọn câu gì? Dùng tay ấm chạm vào thì nguy hiểm, tay khô, dùng tay khô thì tại sao? Để dùng tay khô được. 24 chọn câu gì vậy? 24, mọi người answer câu gì? Câu D nha mọi người, 24D. Nhiều S trong tự do ha, thuyết điện ly. Tiếp 25. 25, định luật Faraday 1, Faraday đó. Câu này ha, nó cho biết mối quan hệ với gì với gì. Đấy, khối lượng và trời ơi, đương lượng điện hóa bậy bạ. Đương lượng điện hóa không đổi nha. Nhớ nha, thằng quỷ đương lượng điện hóa A trên NF, đây là giá trị không đổi nha. Không có mối quan hệ này, mà chỉ là mối quan hệ gì? M bằng KQ. Mối quan hệ giữa M và Q nha. M với Q, đáp án của mình là câu A. Rồi, 26 chọn câu gì? 26 chọn câu gì đây? Nhiệt độ tăng thì điện trở giảm, lý do là chọn D đi mọi người, nhào vô chọn D đi. Chọn D đi nha, chọn D đi nha. Nhào vô chọn D ha, đáp án câu A nha. Cái thôi. Cái thôi. Cái thôi. Nha, độ linh động H cộng cái kiểu mà đúng không? Đúng không? Vậy còn mấy chất khác làm sao? Cái độ linh động ha, ta chỉ đến độ linh động là thường thường người ta chỉ trong chất khí ha, dòng điện, độ linh động của các electron và các ion trong chất khí ha. Rồi, 27 chọn câu gì? Hiện tượng điện phân dương cực tan xảy ra khi nào? 27 sai ký đầu trên mỗi đứa một cái nè. 27 sai thử coi. Đứa nào thử sai 27 đi. Rồi 27 biết 27 gì? Cường ơi 27 gì Cường? Tâm ơi. 27 gì? Ôi 27 nó chọn C thì kìa. Điện cực thôi chưa đủ. Ôi nhưng mà điện cực không phải điện cực thôi chứ đủ mà dung dịch kim loại hay điện phân dung dịch kim loại hả? Kim loại mà dung dịch dung dịch gì mọi người? Kim loại hệ lỏng là nó sẽ nóng chảy ra nhưng mà đúng là gì câu D chứ, dung dịch muối của kim loại ha, chính là điện cực, làm bằng điện cực của chính kim loại đó ha. Hiện tượng như cực tan điều kiện nãy đầu giờ nói. Tiếp 28 chọn câu gì?
chọn phát biểu sai về hiện tượng dương cực tan. À, ok ha, coi như là một điện trở không đổi nha, 28A. Rồi, tiếp, 29 chọn câu gì? 29 chọn câu gì đây? Đồng ly từ anode sang cathode nha, nhớ chiều nha, đi từ anode. Anode đây chữ A ha mọi người, chữ A đứng trước ha, đi đến cathode chữ C đứng sau. Đó mọi người nhớ ha mọi người, đi từ chữ cát trước đến chữ cát sau ha. Rồi. Ừ, hình như vậy có hết đáp án về sau á. Rồi ok. Ủa thầy không biết nên sao đề cương của mấy đứa có đáp án của thầy vậy ta, thầy cũng không biết lý do luôn á, trong khi thầy đâu có up, thầy up lộn hả? Không không biết thầy up lộn nữa. Sao cái đề cương của thầy đâu có đáp án, sao mấy đứa có đáp án ta? Ồ magic thiệt. Không chích mồ rồi, hồi nãy thầy xóa đáp án thì bị những chất khí gì nữa. Từ đây coi coi. Ủa sao thầy thấy đâu có đáp án đâu, sao mấy đứa có đáp án được? Thôi magic thiệt chứ. 29 không đủ em ơi, 29 không đủ á. Tại vì 29 chỉ là A đồng báo cho ca tốt thôi chưa đủ. Đáng ra tại vì đây là quá trình xảy ra ở hai cực ha, nó xảy ra liên tục cho nên người ta sẽ coi luôn là đi từ A nốt sang ca tốt nha. Đây là một quá trình liên tục xảy ra đồng thời ở cả hai điện cực nha. Cho nên kết quả cuối cùng là thằng này biến từ đây sang đây ha, biến từ anode sang cathode hả? Rồi, có 30 chọn câu gì đây? 30 chọn câu gì? 30 các bạn chọn câu C ha, dùng anode từ bằng bạc. Rồi. Nãy nói rồi mà, khoa. Anode. Câu 30 ha, phát câu nào là sai? Dùng anode được làm bằng bạc. Cái đó đúng mà. Dùng anode là bằng bạc đúng mà, hiện tượng như cực tan thì cực dương này phải là bằng bạc chứ, phải mạ bạc được chứ. Đáp án đúng là câu B ha, câu B là câu sai hoàn toàn nha, câu B là câu sai hoàn toàn, câu C đúng. Câu B đặt ở giữa, ủa mắc gì đặt giữa nó đâu tự động bám vô ai đâu, nó phải nằm ở một, nó phải nằm ở điện cực âm nha. Cái đặt huy chương này phải đặt ở ngay điện cực âm thì mới mạ được nha mọi người. 30 chọn câu B ha. Rồi 31 chọn câu gì? 31 chọn câu gì? 31 chọn câu D. 32 chọn câu gì? 32 chọn câu D luôn ha. 32 chọn D, tất cả đều đúng nha, nãy mới nói. 33 chọn câu gì đây? Rồi, 33 chọn câu gì? Hiện tượng dương cực tan mới là điện trở cho điện lực ôm nha. Nhìn vô 4 cái trường hợp coi trường hợp nào là dương cực tan. Nhìn vô 4 trường hợp là dương cực tan này. Rõ ràng là chỉ có 1 với 4 thôi. Một cực là CU ha, cái CU2 cộng nó bán à. Rồi tiếp 34 chọn câu gì? Khánh Minh biết mình đang làm gì không Khánh Minh? Ôi trời, Khánh Minh đâu rồi? Ôi trời, Khánh Minh đâu rồi? Ôi thôi thì dương giật mình luôn á, không thấy mình đâu. 34 chọn câu gì? 34 chọn câu D ha, hiện tượng dương cực tan tôi thì được ôm nha, thì đó điện trở ha. Rồi tiếp 35 chọn câu gì? Ôi cái mạng nó nhà mạng miền núi hả. 35 chọn câu gì? 35 chọn câu B nha, cả hai thứ nha, phản ứng phụ là cả hai cực nha mọi người. Rồi 36 chọn câu gì? Dung dịch dẫn điện. Ủa chứ trả lời mỗi lần chơi game mà nó AFK hả? Ôi ơi, hảo thiệt. 36 chọn câu gì đây? Dung dịch dẫn điện vì nó có gì? Ôi chọn câu A là bậy rồi nha, ông Đăng Khoa. Chọn câu D bậy luôn nha, Đăng Khoa. Chỉ cần trong nước là đủ ha, mắc gì không cần có dòng điện chạy qua nha. Chỉ cần dung dịch có nước trong chổng, nó tự động phân ly ha, đoạn chất dẫn điện nha. Chỉ cần nước thôi, không cần dòng điện. Rồi 37 chọn câu gì?
37 chọn câu gì đây? Bảy hả mọi người? 37 chọn câu C, tung thì được ôm nha, tại vì nó là điện trở, thì từ dư cực tam ha, tan ha. Rồi, 38 chọn câu gì? 38 chọn câu gì? 38 chọn câu. Câu C nha, câu C nha. Khi hòa tan axit bazơ muối trong nước số lượng phân tử phân ly thì ông có thể phụ thuộc vào nồng độ nhiệt độ hay chính xác nhiệt độ cao thì là điện trở giảm ha, điện trở giảm dẫn đến là phân ly rẻ hơn. Hoặc là gì? Hoặc là nồng độ ha, coi trong đó có nhiều ion hay ít ion. Càng nhiều ion ha thì dẫn điện càng tốt. Rồi, tiếp câu 39 chọn câu gì? 39 chọn câu gì đây? Nói từ đầu rồi ha, đọc kỹ coi. Đâu rồi? Bấm 9 chọn câu gì đây? Bấm 9. Rồi ha, mọi người đừng có để cái chỗ mà bình điện thứ hai điện trở gấp đôi để bị đánh lừa nha. Quan trọng nhất là Y. Quan trọng nhất là thằng Y ha. Mạch nối tiếp Y bằng nhau. Đáp án câu C. Câu C nha Cường, Y bằng nhau nha, đừng bị lừa. Rồi, tiếp 40 chọn câu gì? 40 chọn câu. Câu B ha, chính xác, tương tự luôn. Mới nói. Rồi, mình xong 40 câu trắc nghiệm tính ha. Về nhà đánh đi đánh lại. Ngoài ra ha, thầy giới thiệu cho mọi người rồi đúng không? Rồi ha, mình đã sửa xong. Trắc nghiệm định tính. Rồi ơi, nói khàn cổ họng luôn. Nửa tiếng 40 câu ha. Quá giỏi. Rồi, thầy cũng nói cho mọi người rồi đúng không ta? Đâu rồi? Mọi người ơi. Ôi lò đó các bạn làm rồi nè. Dữ vậy. Đâu rồi? Đây. Đây mọi người ơi, mọi người nhớ lên trên cái gì á? Classroom thầy để đăng cái link này ha, đây. Để mọi người ôn tập lại ha, mọi người thầy có đăng các bài trắc nghiệm lên, rảnh rỗi vô nhấn vô form ngồi làm ha, làm mấy chục lần cũng được, làm đi làm lại cho nó nhớ ha, làm đi làm lại để lý thuyết không sai nha, và có cả đáp án chi tiết ở đây luôn, cho nên mọi người có thể coi và xem hướng dẫn lại một lần nữa nha mọi người. Đó, hy vọng ha, trời có tâm lắm luôn đó, cho nên mọi người cố gắng học giùm cái nha, trời năn nỉ luôn á, cố gắng học giùm ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài 7 ha, sửa trắc nghiệm bài 7 dòng điện không đổi. Nhớ học nha mọi người ơi. Mọi người lì quá. Lì như cái gì vậy trời ơi, nói chung là Mai Tâm ơi. Mai Tâm nãy giờ nghe thầy nói kịp không Mai Tâm? Cô gái im ru nãy giờ nè. Để coi bạn có nhắn qua đây không? À, em nhắn qua cái file này nè. Không đúng là em nhắn vô cái chỗ mà thầy đang nói chuyện á. Cái chỗ mà thầy cái mồm thầy đang nói á, đúng rồi, được cái nhắn vô cái chỗ thầy xem màn hình nha. Rồi, đây là sơ sơ mọi người có thể chụp phút này lại. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài mình sửa lẻ trắc nghiệm bài 7, mọi người mở bài 7 ra. Chương 2 ha, nằm trong đề cương chương 2. Nằm trong đề cương chương 2 á. Rồi, câu này, phần này mọi người còn thắc mắc điều gì trong bài điện phân nữa không nè? Bài tập điện phân mình đã làm hết ha, hy vọng mọi người sẽ tự nhà làm lại. Mọi người còn thắc mắc điều gì không nè? Còn hay không? Còn thắc mắc gì không nè?
Rồi, ai ok phần này cho cái react cái đi. Rồi chúng ta qua bài trắc nghiệm 7. Về học bài nha. Ai ok cho cái thôi cho giơ tay đi. Ừ giơ tay đi cho thầy biết mọi người đều giơ tay ha. Giơ tay lên. Giơ lên. Ồ, quên này tí là. Rồi ok, rồi. Tiếp. Khoa nha Khoa. Làm bài nha Khoa. Vào chơi đùa hơi nhiều nha Khoa. Bữa tưởng phấn đấu dữ lắm ta. Rồi. Do câu số 1. Sửa nha, tương đối dòng điện. Lý thuyết trên ghi rồi, khỏi ghi nữa nha. Một gì? Một. Một gì? Một D. Ambe ha, hai gì? Hai D ha. Này không biết làm nữa, tự nhủ bản thân mình học kiểu gì đi nha. Ba gì? Suất điện động đơn vị là 3. 3B. Rồi 4 gì? Điều kiện để có dòng điện là gì? Phải cần có hiệu điện thế 4D. 5 gì? Điện trở phụ thuộc vào yếu tố nào? Phụ thuộc vào rồi 5 gì đây? Rồi chờ đợi mọi người trả lời câu 5 này nè. Rồi một bạn trả lời đúng ha, có một bạn duy nhất nãy giờ trả lời đúng. Mấy bạn khác ơi, năm gì đây? Rồi một bạn duy nhất nãy giờ trả lời chất quốc ha. Ôi. Bạn có tên chữ F đó. Trả lời gì vậy? Rồi mọi người ơi. À, chúng ta có R bằng gì? Roller Kinesh. Mọi người ơi, Roller Kinesh đúng không? Bây giờ mọi người cũng có biểu thức R bằng U trên Y đúng không? Thế là mọi người tưởng rằng R tỷ lệ thuận với U và R tỷ lệ nghịch với Y. Tuy nhiên ha, trong lắp đặt mạch điện thực sự ra R có ảnh hưởng đến UI không? UI có ảnh hưởng đến R không? Có không? U và Y có ảnh hưởng đến R hay không? Không. Khi U mà tăng lên thì thằng Y cũng tăng theo ha, khiến cho cái biểu thức này giảm, tăng rồi giảm, không đổi. Do ta có định luật ôm ha, y bằng u trên r. R là một hằng số không đổi trong một nhiệt độ nhất định nha. Cho nên rằng r không phụ thuộc u, cũng không phụ thuộc y luôn. Nó chỉ phụ thuộc vào roller kinetics, hình dạng kích thước của nó mà thôi. Đáp án của mình là câu B. Được chưa? Đừng để bị gài câu này nha. Đừng để bị gài câu này ha. Tiếp tục câu số 6 chọn câu gì? Rồi vừa mới nói ha, vậy câu 6 mọi người chọn câu gì đây? Chọn xác định đúng. Rồi đáp án mình là câu C ha, có thể tính bằng công thức này tại vì R không đổi. UI hay bằng UI vẫn chính đúng ha. Rồi tiếp câu số 7 chọn câu gì? Rồi câu 7 chọn câu gì? 7 chọn câu 7 chọn câu bò ha. Rồi 8 chọn câu gì? 8 chọn câu gì? Rồi 8 mình chọn câu A ha. Rồi câu A tại sao đèn pin là nguồn điện không đổi? Pin mà, nguồn điện không đổi. Còn thằng dynamo, mọi người biết dynamo khi nào đèn nó sáng không? Khi nào đèn sáng mọi người đi xe đạp, khi nào đèn nó sáng? Khi mà mình đạp, đúng không? Mình đạp xe thì đèn mới sáng. Dynamo là gì hả? Học kỳ 2 mình sẽ học cái đó ha. Trong đó nó có cấu tạo làm hai cái 500 ha mọi người, hai cái 500 bảng lớn. Và ở đây nó có một cái trục quay ha. Đây nó có một cái trục quay. Trục này được nối với nguồn điện. Thì khi nào mà chúng ta đạp sẽ tạo nên từ trường biến thiên gì đó. Cái nói chung là phải đạp mới có điện. Cho nên đây không phải dòng điện không đổi ha. Rồi đáp án của mình là A. Đúng rồi. Pin mặt trời lỡ lúc nó không có nắng nó cũng có thay đổi. Tuy nhiên khi có nắng á, khi mà thắp sáng đèn với nguồn điện ở bên mặt trời trong trường hợp có nắng là nó không đổi ha. Ý là nó đang nói trong trường hợp này, trường hợp có nắng ha, nó không đổi mà thắp sáng đèn bằng pin mặt trời. Nó là nguồn điện ở bên mặt trời rồi. Thì ở lúc đó phải sáng. Còn quỹ dynamo ha, chắc chắn 100% không bao giờ là không đổi.
tại vì ha, đúng ra dynamo tay nè, người ta gọi là máy phát điện xoay chiều ha, máy phát xoay chiều nằm trong xe đạp. Nó bán sai rõ ràng ha, nó là quà nha. Rồi câu số 9 chọn câu gì? Câu 9 chọn câu gì đây? Đâu rồi câu 9? Đâu rồi câu 9? Mình đọc câu giờ nha, mình đọc câu dê nghe nó hơi ghê, mình đọc câu giờ nha, 9 giờ. Rồi câu 10, câu 10 câu gì đây? Câu 10 chọn câu gì? Mắt song song ha, thì là r tương đương sẽ nhỏ hơn r thành phần ha, câu A. Rồi 11 chọn câu gì? 11 chọn câu gì đây? Rồi lắc cái não trước khi trả lời 11 giùm cái. Câu 11 phải lắc cái não nha. Rồi 11 chọn câu. Câu B ha, tính từng cái ra. Ba cái giống nhau mà đúng không? Mắt nối tiếp. Đây, mắt nối tiếp ha, trường hợp 1 mắt nối tiếp thì mình được là 3R. Trường hợp 2 ha, mắt song song thì mình được R trên 3. Thằng này rõ ràng lớn hơn R, đúng không? Thằng nhỏ nhàng là bé hơn R. Rồi trường hợp 3 ta được là hai thằng mắt nối tiếp rồi song song với thằng số 3, thì là mình được 2R nhân R trên 2 chia 2R ha, cộng R trên 2 thì mình được 2 phần 3R. Đó, 2 phần 3R ha. Vậy thì rõ ràng là thằng này nó sai, 2 phần 3R thì là nó bé hơn R. Rồi tiếp tục trường hợp 4 ha, thì mình lại được là 2 hai này với song song là r trên 2 ha, mắc với điện trở số 3 thì là 3r trên 2 lớn hơn r. Vậy đề hỏi bé hơn r ha, chỉ có trường hợp 2 và 3 câu B. Được chưa? Rồi tiếp 12 chọn câu gì? 12 chọn câu gì? 12 chọn câu gì đây? 12 chọn câu B hả? Câu B là 7 nha. B 7 hoàn toàn. Vật dẫn tôi thì là luật ôm ha, là đối với trường hợp điện dòng điện không đổi thì là luật ôm xảy ra ha, đáp án mình là đáp án C. Do y bằng u trên r. À, mọi người đang bị nhầm lẫn để cái đồ thị kia. À, đồ thị kia ha, đồ thị theo nhiệt độ, r theo nhiệt độ nó khác nha mọi người. Nó đồ thị như thế này, nó khác với đồ thị này nha. Rồi tiếp câu số 13 chọn câu gì đây? 13 giống câu 11 á, thì nó hỏi khác thôi. Câu trên chọn 2, 3 bé hơn r, giờ nó hỏi lớn hơn r ha, thì chắc chắn là 1, 4 câu A. Tiếp tục câu số 15, mình chọn câu 14, mình chọn câu gì? 14 chọn câu gì? 14 chọn câu câu C ha, số lưu động có giá trị bằng hiệu hình thế à, số lưu động có giá trị bằng hiệu hình thế khi mạch ngoài hở. Mạch ngoài hở đồng nghĩa với điều gì? Mạch ngoài hở đồng nghĩa là có gì vậy? Mạch ngoài hở thì y bằng mấy? Mạch ngoài hở ha, thì y bằng không, người ta gọi đây là mạch ngoài hở. Nghĩa là không có trọng điện mạch ngoài. Khi đó ha, u bằng nghe. Rồi, tiếp ta chọn đến câu 15 ha. 15 chọn câu gì? 15 chọn câu gì đây? 15 ta chọn câu câu Ok, chọn câu D ha. Rồi, 16 chọn câu gì? Nhớ nha mọi người, chuyển năng lượng khác nhau thành năng lượng khác là vậy ha. Nó phải chuyển thành điện năng nhé. Tại vì pin ắc quy mà, pin ắc quy coi như bên trong ha là năng lượng hóa học. Nó sẽ chuyển hóa học ha, là hóa năng, nó sẽ chuyển thành điện năng đi cho mạch điện. Được chưa? Câu số 16 chọn câu gì đây? Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng gì? Thực hiện công nhé, thực hiện công. Dự trữ là bậy bạ nha, không dùng dự trữ đây nha, thực hiện công mới đúng nha. Rồi tiếp 17 chọn câu gì? 17 chọn câu gì? 17 chọn câu gì đây? Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công ha. Ok rồi, ôm lại nè. Lực lạ là lực gì? Lực lạ là lực gì? Mình chỉ cần nhớ nôm na lực lạ nó ngược lại với lực điện trường, được chưa? Lực lạ xuất hiện ở đâu? Lực lạ xuất hiện ở bên trong gì? Trong nguồn điện, được chưa? Và lực lạ ha, thay vì ha điện tích dương đáng ra nó phải đi về cực dương hay cực âm? Điện tích dương á, thì đáng ra phải đi về cực dương cực âm đây. Đáng ra điện tích dương nó phải đi về cực nào trong nguồn điện á? Cực âm. Thì lực lạ có tác dụng kéo điện tích dương về lại cực dương để tạo lập sự thay đổi hiệu điện thế giữa hai cực. Và lực lạ có vai trò là gì?
nó có vai trò là tách điện tích về hai cực. Đáp án của mình là câu D. Rồi, tiếp 18 chọn câu gì đây? 18 chọn câu 18 chọn câu gì? 18 chọn câu gì? Câu D là 7 ha, 18 chọn câu C. Ôi, 18 mới nói trên cực lạc tác dụng đi ngược chiều điện trường mà. Đây chiều điện trường từ dương sang âm thì lực lạ đi ngược chiều điện trường là đúng rồi. Rồi lực lạ không có tác dụng tạo điện tích mới nha, mà nó chỉ có tác dụng là tách điện tích mà thôi. Điện tích này đã có sẵn ở trong gì? Ở trong các nguyên tử trung hòa, trong nguồn điện ha, là nó có phân tử nè. Thì điện tích lực lạ này có tác dụng là tách phân tử ra những hình dương ha, đi về cực dương. Còn những hình âm ha, đi về cực âm. Được chưa? Nó không tạo ra điện tích mới nha mọi người. Rồi, 18 phải chọn câu C chứ, lộn nhầm á, câu C, chữ C. 19 chọn câu gì? 19 chọn câu gì đây? 19 chọn câu điện tích. À, 19 chọn câu gì? Ô, 19D sai rồi. Điện tích âm phải đi cùng chiều. 19D sai ha. 19 chọn câu B. Các điện tích từ âm sang dương, điện tích dương đó đi từ âm sang dương. 9B đây, điện tích dương đây. Đó, đi từ âm sang dương mà, lực lạ. Được chưa? 19B nha. Được chưa? Tiếp 20, chọn câu gì? Cường ơi, nãy giờ được không Cường? Chưa làm phần này đúng không Cường? Hải ơi, được không Hải? Thức ơi, được không? Châu ơi, được không? Hiền, được không Hiền? Hiền ơi, được không Hiền? Rồi, 20 chọn câu. 20 chọn câu gì đây? Giống chồng cô B hết vậy hả? Đưa ế trong lực này lực khác hả? Nghĩa chất quốc vậy. 20 ha, câu A ha, câu A. 20 chọn câu A. Mới nói tách ế trong từ nguyên tử trung hòa rồi chuyển ế trong hoặc ion dương ra khỏi mỗi cực. Đây, tách ế đây các tách mang quỷ ế trong ra khỏi nguyên tử ban đầu nó trung hòa nè. Tách ra dương âm. Sau đó làm gì? Sau đó nó bóc thằng dương này đi hết cái dòng mạch điện. Thằng âm nó sẽ đi theo chiều ngược lại nguyên dòng mạch điện ha, tạo nên dòng điện bên trong. Thế bán câu A chứ, còn đứa ác trong từ cực này sang cực khác. Nghe nó thứ nhất ha, nó bị thiếu. Thứ hai ha, nó không có tác dụng đầy đủ ha mọi người. Đáp án đủ của mình là câu A nha. Rồi câu 21 chọn câu gì? 21 chọn câu gì? Chọn câu sai ơi, 21 chọn câu sai ơi. Mọi người ơi, 21 chọn câu sai nha. Mốt chọn câu sai nha. Câu A là câu đúng nha. 21 chọn câu gì? 21 chọn câu gì? Câu D. Không có tác dụng tạo nên điện tích mới. Ôi trời, không có điện tạo điện tích mới nha. 22 chọn câu gì? Sức điện động của nguồn điện có tác dụng gì? Ham hai chọn câu. Lùi câu dài nhất ha, 22D quá trời đủ. Đúng không? Dịch chuyển E ha, đây E bằng A trên Q, Q là điện tích dương ha, đi ngược chiều điện trường. Rồi tiếp 23 chọn câu gì? 23 chọn câu gì? Trời thử lại mệt quá. 23 chọn gì đây? 23 chọn câu gì? Chọn câu sai mà đọc tỷ đề nha, để kêu hỏi về nha. Chọn câu sai. 23 chọn câu. Câu C đúng mà. Sức vận động E bằng U đúng mà, U bằng E mặt ngoài hở đúng mà. Mặt ngoài hở bằng không thì câu C đúng. C đúng nha. Đáp án sai là câu B ha, dự trữ. Nói rồi không có vụ dự trữ ở đây ha, nó có tác dụng là sinh công của nguồn thôi. Rồi hết bài ha.
Rồi, ok. Với vai trò xả stress sớm cho mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ giải lao sớm. Ôi, Khánh Minh giờ mới thấy. Trời ơi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ giải lao sớm, ha, sau đó vô mình sẽ làm những nhiệm vụ khác. Hôm nay mọi người sẽ nghỉ giải lao từ giờ cho đến 20 phút, nghỉ ra 20 phút ha, đến 7 giờ 27 phút, 7 giờ 28 phút. Nhưng tuy nhiên ha, đến 28 phút đó là cho mọi người thêm 5 phút để làm gì? Không phải để chơi ha mọi người. Mọi người làm cho thầy từ câu 1 đến câu 8 định lượng này. Câu này rất dễ ha, cầm máy tính lên bấm là xong. Để ôn lại lý thuyết công thức thôi. Rồi, làm 8 câu này xong vô hẹo đáp án cho nghe. Được chưa? Đúng 7 giờ 3 29 phút vô lại. Đúng 7 giờ 29 phút. Không, tôi thích 29 vậy, tôi thích 30 hả? 29 phút vô lại. Khánh Minh ơi, mạng miền núi hả Khánh Minh? Khánh Minh ơi, ổn định chưa? Sao nó bị gì? À, ok. Rồi, có gì hỏi bài của Sơn nha. Có gì hỏi bài Sơn. Rồi giờ 8 câu cuối này làm cho thầy đến 7 giờ 2, 30, 29 vô lại nha mọi người. Rồi chúc mọi người nghỉ lễ lao vui vẻ. Mà quá.
Alo. Mọi người xong chưa mọi người? Làm xong chưa? Rồi ok, đợi tí nha. Mình chuẩn bị cái này cả. Rồi này dễ ha, đọc đáp án thôi nha, khỏi sửa nha, dễ không? Rồi, đọc đáp án nha. Đang kiếm video clip cho mấy đứa mà. Tinder. Rồi tôi biết. Đây có đáp án đúng không? Thầy ơi, Một một không thầy ơi, một không Rồi, rồi. hay Thầy ơi, quá. thầy có một chia sẻ mình hơn không cho thầy? Không. Từ từ, thầy đang làm này cái. Thầy không hề coi gia đình tử thầy có đáp án nha. Thầy không có coi đáp án đâu. Thầy không có đang coi. Rồi ok. Ừ đi bảo ừ. Rồi vô. Đọc đáp án nha. Một. Này dễ này đọc này nha. Một. A. Hai. A. Ba. D. Bốn. C. Năm. Năm gì? Năm chọn luôn. B. 5B 6 giờ B.7 8 Cơ. giờ ok ok từ biển nó chuyển qua này rồi. Trời trời trời. Chết chết chết. Có cái gì đâu mà chết. Tí hồi mình coi cái đó. Một một không rồi thầy ơi. Rồi biết rồi, trời ơi, nghe thấy ở ngoài ba má thầy coi la mà. Thầy cũng tranh thủ ra coi luôn ha, Không, mở YouTube cái này không. cũng được. No, Có no, no. vậy xem như thầy. No, Thì nghe no, thầy cũng được mà thầy. Thầy chia nửa màn hình để mở YouTube, nửa màn hình chia vậy. no. Trời. Rồi, không, không, không. Rồi, bài tập về nhà của mọi người nha. Hết trắc nghiệm phần này, từ định tới điện lượng. Điện năng công suất điện. Làm tầm tầm nhiêu câu ta, 50 câu á, đâu 60 câu rồi ha, giờ làm trắc nghiệm phần này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một dạng bài toán ha, vậy làm toán trước cái đã, rồi sau đó mình sẽ qua lý thuyết trồng điểm chất khí. Tải đề cương chưa? Tải đề cương chưa? Tải đề cương nhầm điểm chất khí trên Classroom chưa? Rồi nhớ tải nha. Rồi bây giờ mọi người mở đề cương chương 2 ra. Mở đề cương chương 2 trang số 91. Còn một hai câu mình cần phải làm ha, để lỡ ra thi còn có biết đường chống lại cái đề thi đó. Hai câu này hai câu hơi khó ha, nằm trong dạng nâng cao ha. Lỡ như một số trường cho khó thì mình còn biết đường làm. Đó là câu số 12. Trang 91 ha, bài toán nối nguồn. Học hành nha, đừng có khỏi banh nha. Ok không? Thấy đề chưa? Thấy đề chưa? Rồi câu này câu 12 mình sẽ làm hai câu ha, câu 12 và câu này sau đó mình sẽ sang dạng toán lập luận nha. Để mấy đứa về có thể làm được trắc nghiệm phần công suất, về trắc nghiệm công suất các dạng toán nhưng nó là các dạng toán lập luận ha.
Alo. Rồi bài này là kêu tìm gì? Bài này kêu tìm cách mắc nguồn hay cách mắc đèn? Xác định trước. Nguồn hay đèn? Đèn hay nguồn? Nguồn. Đúng không? Bây giờ bộ nguồn của mình mấy pin? Bộ nguồn mình có 12 pin. Đúng không? Bây giờ nguồn 12 pin ha. Rồi mắc hỗn hợp đối xứng. Đây mình chưa biết ha, bao nhiêu nguồn nó chưa biết. Đúng không? Bao nhiêu dãy đó cũng chưa biết luôn. Được chưa? Bao nhiêu dãy đó mình cũng chưa biết luôn ha. Thì lúc này chúng ta chỉ cần đặt gì? Đặt số nguồn ha, trên một dãy là x x nguồn. Đúng không? Tìm cách mắc mà. Và có tổng cộng y dãy như vậy. Rồi. Từ ha, từ biểu thức 12 nguồn ta suy ra được điều gì? Từ cái 12 nguồn suy ra được điều gì đây? Từ 12 nguồn ha, mình có 12 pin nè, n là bằng 12 pin, ta có n 12 thì bằng gì? Bằng nhân y. Đúng không? Đơn giản. Bây giờ nó hỏi cách mắc sao cho điện trở R lớn nhất. Đúng không? Rồi, trước hết x nguồn y nguồn. Ta có E0, R0. Rồi E bộ bằng gì đây? Rồi E bộ bằng gì? Mọi người nhắn cho thầy cái nè. E bộ bằng gì? R bộ bằng gì? Tính theo xy ha. Rồi E bộ bằng gì? R bộ bằng gì? E bộ bằng gì và R bộ bằng gì đây? Come on, come on. E bộ bằng x lần E0. Chính xác. Giỏi ha. Hên quá, nó nhớ. Còn R bộ bằng gì đây? R bộ là bằng x phần y lần R0, x phần y nhân 3 ha. Ok, nhớ. Rồi vậy bây giờ muốn tính công suất điện trở R là lớn nhất. Rồi. Cái thằng quỷ này ha, nối tiếp với lại gì? Điện trở R. Đúng không? Rồi vậy bây giờ BR thì là bằng gì? Chúng ta có BR bằng gì đây? BR thì là bằng y bình nhân R. Đúng không? Điện trở nào ha thì y bình nhân r đó. Rồi bây giờ bằng y bình nhân r ha, thì chúng ta có y bình nhân r thì y ở đây ha, thế vô công thức e bộ chia cho gì? R lớn cộng r bộ tất cả bình phương nhân r. Rồi bằng e bộ của mình là bằng 1,5 x bình ha, 1,5 x tất cả bình. Rồi nhân cho r lớn của chúng ta là 6. Chia cho R lớn của mình dưới này là bằng 6 ha, cộng R bộ là x phần y nhân cho 3 tất cả bình phương. Rồi ở đây nha, 6 mình để nghiêng ra ngoài đi. Rồi trong này là 1,5 bình là 2,25. Đó 2,25 ha. X giờ đóng ngoặc cái này bình phương mình để cho bình phương hết. Chia 6 ha nhân lên y lên là mình được 3x nhân 3x cộng 6y. 3x cộng 6y ha, y dưới mẫu mình nghịch đảo lên ta có 6xy. Vậy từ đây mình có gì? 6 nhân cho, ui này giờ để 1,5 chứ lộn. Chưa mà, để vẫn bình phương. Được chưa? Mình để 1,5 ha, thì mình để trong ngoặc bình phương mà. Rồi, từ đây chúng ta có gì? À, mình có gì rồi? Đây mình có điều gì nữa mọi người? Alo, từ đây chúng ta có điều gì đây? Mọi người nghe mình nói gì không? À, từ đây ta có x nhân y bằng mấy? 12, thế vô ha. Nhân 1,5 nhân 12. Rồi, chia cho 3x cộng 6y. Đó, tất cả bình phương. Rồi, 11,5 nhân 12, 12 nhân 1,5 ha, tất cả bình nhân 6. Vậy trên tử ta được là 1994 ha. X nhân y bằng 12 đúng không? Rồi, giờ x nhân y bằng 12. Từ giờ đợi xíu. Rồi giờ x nhân y bằng 12.
Rồi, từ đây đã có 10.5 nhân 12. Đúng ta, số 6 dữ rồi. X chân y bằng 12. Ok, rồi. 6 ha, nhân 1.5 nhân 12 bình. 1.5 nhân 12 các bình nhân 6. À, chi 5 nhân 6 là 1944. Ok. Rồi, 1944 ha. Chia cho gì? Chia cho 3x cộng 6y. Rồi, tức là mọi người nhớ rồi đúng không? Rồi, để BR max thì dưới mẫu phải làm sao? Dưới mẫu phải gì? Phải min. Đúng không? Dưới mẫu phải min. Mà dưới mẫu min đồng nghĩa với 3x cộng 6y bằng mấy? 3x bằng bằng 6y đúng không? Cosi mà. Đúng không? Dưới mẫu min ha, cosi A nè, cộng B nè. Đó, A với B ha. Dưới mẫu là 3x bằng 6y. Từ đây ta có gì? 3x gì là x bằng mấy y? X bằng 2y. Được chưa? Vậy từ đây chúng ta có x bằng gì? X bằng 2y. Rồi, với thằng x bằng 2y ha, ta kết hợp với x nhân y bằng 12. Rồi, tính đi. Rồi, tính đi mọi người ơi. X bằng 2y ha. Rồi, mọi người tính được coi y bằng mấy? Tính đây, tính đây, tính đây. Thế vô x bằng 2y nè, 12 chia 2 nè. Rồi lấy căn ra. Được y bằng nhiêu? Y bằng mấy? 2.44. Đúng không? Tuy nhiên điều kiện của mình ha, x và y phải như thế nào mọi người? X với y phải như thế nào? Ok, 2.45 ha, ok, 2.45. Tuy nhiên điều kiện của mình ha, x và y như thế nào đây? Phải là số gì? Số nguồn mà, số đèn mà, số lẻ được không? 2.4 đèn, nghĩa là cái đèn này sao mình chẻ đôi con số kia, mình chẻ đôi đèn ra hả? Phải không? Không có ha, mà x y của mình phải là số gì? Phải là số nguyên. Vậy thì bây giờ mình có x là 2.45 thì từ đây ha sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp số 1, y của mình bằng 2 số lân cận ha. Tại vì để y bằng ngay thì BR max mà. Vậy thì lân cận nó, giá trị của nó cũng có thể max ha. Vậy mình cứ coi lân cận thôi, giá trị nó bằng nhiêu nè. Rồi, y lân cận ha, vậy y bằng 2 hoặc là ta có y bằng mấy? Y bằng 3. Hai giá trị lân cận ha. Đúng không? Tại vì lớn nhất nằm đây rồi, lớn nhất nằm ở giá trị 2.45 rồi. Đúng không? Vậy thì các giá trị nguyên mà lân cận lớn nhất ha sẽ là 2 và 3. Rồi, với y bằng 2 ta suy ra được x bằng 4. Và tăng y bằng 3 ta suy ra được x bằng 6. Từ đây mọi người thế vô tính giùm thầy coi BR lúc này bằng mấy. Thế vô tính giùm thầy lúc này BR bằng mấy. Rồi, thế vô nha. 1944. 1944 chia cho 3 nhân 4 cộng 6 nhân 2 cho ta bình. Một phích 5 ha, bình nhân 12 bình nhân 6 44. Rồi thấy vô tính BR mấy đây? Nhiêu? X nhân y 12 tinh 6. Dạ tính đi nha, đừng có ngồi coi ấy nha. Không có ngồi coi anh đâu á. Làm đi. Ký lũng đầu bây giờ, trời ơi. Ok. Rồi 1944 ha, chia cho 3 nhân cho 3 nhân 4 cộng 2 nhân cho y ha, 1.5 x nè, tất cả bình nhân 6 chia cho 6 cộng 3 x phần y. Rồi tất cả bình phương. Mình CALC là
x bằng 4. Rồi x mình có là 6, 3. Vậy được là một cái dưới là 375 đúng không? Cái nào 375 vậy? Cái nào mọi người? Cái nào 375? Cái trên này 375 đúng không? Đúng không? Rồi còn cái dưới là nhiêu? Cái dưới là 1,5. Vậy trường hợp nào lớn nhất đây? Hai trường hợp nào nào lớn nhất? Nào? Thằng này. Được chưa? Vậy từ đây ha, ta kết luận được giá trị này, quỹ này, công suất lớn nhất sau. Ui, đáp án nó bị gì á, mọi người. Kệ bài nó nha. Rồi, tiếp. Kệ trà đáp án. Đây không? Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ, làm thế nào để công suất tiêu hao trên nguồn là một nhỏ nhất? Rồi, khoan từ câu A xong chưa nè? Câu A được chưa nè? Qua có ai vướng mắc điều gì không nè? Có không? Chị đồ này ra hả? Rồi, câu A xong chưa? Alo. Ok đúng không? Qua nha, qua nha. Rồi ai ok giơ tay lên cái nè. Ghi chú đi nha. Giơ lên. Biết rồi, rồi thì nhắn qua cái nha. Hoặc giơ tay lên nha. Đừng im ru, đừng có im lặng nè. Rồi bây giờ sang cu B ha. Cu B ha. Bây giờ để sao cho công suất tiêu hao trên mỗi nguồn là nhỏ nhất. Vậy công suất tiêu hao trên nguồn bằng gì? Ai nhớ? Công suất tiêu hao trên nguồn ha, tiêu hao nguồn trên một nguồn ha bằng gì? Bữa có nói rồi nè, để ý kỹ ha, công suất tiêu hao nguồn, công suất tiêu hao mặt ngoài ha và công suất tiêu thụ. Công suất tiêu hao nguồn bằng gì? Bằng bạn EI hả? Giỏi quá. EI là tiêu thụ nguồn. Trời ơi, nó nói ngày nào tuần nào cũng nói luôn á. Thằng này là tiêu thụ nguồn. Còn tiêu hao nguồn ha là Y bình nhân R nhỏ. Nhớ nha. Ở đây nó hỏi một nguồn thì là Y của một nguồn ha, nhân R nhỏ một nguồn. Được chưa? Trời ơi, UI là mạch ngoài. Má ơi, nói cái gì cũng sai hết. Được, hoặc là ở đây ghi dạng là Y bình nhân R đó, quỹ là mặt ngoài ha. Thì lúc này mọi người bảo toàn năng lượng ha, thì nguồn bằng tiêu hao ngoài cộng tiêu hao nguồn, hay nói khác là EI ha bằng Y bình R nhỏ cộng Y bình nhân R ngoài. Dạ đừng quên cái này nha. Trời ơi, chết chưa, chết chưa. Rồi bây giờ tiêu hao nguồn ha, Y một nguồn bình chia cho nhân R. Vậy bây giờ Y một nguồn bình bằng gì? Y một nguồn bình bằng gì? Y một nguồn thì bằng gì mọi người biết không? Nó chỉ là bằng Y mạch chia cho Y. Đúng không? Chính xác không? Tại vì Y mạch ngoài nè thì là bằng Y mạch đúng không? Ta có Y mạch là bằng gì? Y mạch thì bình được Y mạch là bằng Y lần NR của một nhánh. Đúng không? Mà R một nhánh chính là Y, Y một nhánh chính là Y qua một nguồn. Vậy mình có Y mạch chia Y. Mà ha, mà bây giờ Y mạch của mình là 1,5x. Đó, Y mạch E ha, chia cho gì? Chia cho R lớn là 6 ha, cộng 3x phần Y. Rồi, đóng này nhân 1 phần Y nữa, tất cả bình. Nhân R nhỏ ha, R nhỏ của một cái ha, là 3. Đó. Rồi tiếp tục ha, cứ thế vào bình tĩnh làm từng bước một thôi. Bây giờ mình có cái này nhân lên, vậy cuối cùng là 1 phần 5 x chia cho gì? Lúc này cái này là 6 y cộng 3 x. Còn y ha với y mất tiêu khi mình không dịch đảo lên trên nữa. Vậy cái này bằng 3.
Rồi, từ đây ha mọi người, từ đây chúng ta bắt đầu khai triển ra, mình chia tử và mẫu cho x ha, tại vì lúc này ẩn nó còn x nằm trên. Chia tử và mẫu cho x ta có là 6y phần x. Được chưa? 6y phần x ha. Cộng cho gì? 6y phần x. 6y phần x cộng cho 3 ha, tất cả bình nhân 3. Và đề yêu cầu thằng này min. Được chưa? Thằng yêu cầu thằng này min. Vậy bây giờ ha, vậy bây giờ thằng này min khi nào? Thằng này min khi nào mọi người? Quỹ này min khi nào? À, khi y phần x của nó max. Đúng chưa? Y phần x của nó phải gì? Phải max. Rồi, bây giờ để y phần x max ha, thì bây giờ mình có luôn luôn có ha là x nhân y bằng 12. Đúng không? X nhân y bằng 12 ha. Vậy bây giờ có cái giá trị nào? X y. Vậy có cái giá trị nào? À, x bằng gì? X nó có thể chạy từ từ đây mình có ha, x ha, từ đây mình có y bằng 12 phần x. Đúng không? Thì x ha nó phải là các giá trị như thế nào ta? Nó phải x và y phải là số nguyên nữa. Thì từ đây ta có gì? X nó phải là các ước của 12. Thì x nó phải là 1. Đúng không? 2. Đúng không? Đúng không? 1 là 2 đúng không? 3. 1 2 3 4 5 không được, 6 7 8 9 10 11 và 12. Đúng không? Đồng nghĩa với việc là y bằng mấy? Y là 1. Đúng không? 12 là chia 2 là 6. 3 là 4. 4 là 3 ha. 6 thì 6 là 2. 12 chia 6 là 2, rồi tiếp 12 là 1. Vậy bây giờ để y phần x max. Rồi, y phần x đây ha, y phần x max. Y phần x max ha, y phần x max. Vậy là nhiêu? Ôi, chắc là x phần y đúng không? Chia x xuống hết. Ok. À, x một. Ok. Rồi, vậy thì bằng giá trị nào đây? Mình lấy y phần x ha, 6 chia 2 là 3, 4 chia 2 là 4 phần 3 ha. Đây là 3 phần 4. Rồi, 3 phần 4 ha, 3 phần 4. 3 phần 4 hàng này là 1 phần 3 ha, này là 1 phần 12. Rồi, để đóng này min đúng không? Để B tiêu hao nguồn min. Thì bây giờ y phần x max khi nào? Khi y bằng. Ai cười, đứa nào cười, không thả. Ok. Mười lăm ha, một phẩy năm. Đi sai cho ta min, min thì đóng dưới mắt, đúng không? Min thì đóng dưới mắt, đóng ngoài mắt nghĩa là 6 y y phần x mắt. À, quên 6 y phần x mắt ha, 6 y phần x mắt. Ok, 6 y phần x, vậy là thằng nào y phần x mắt là đúng. Ồ, sao mà x min, mắt nghĩa x min. Y phần x nó phải mắc chứ. Đúng không? Vậy thì mình coi y phần x mắc khi nào? Nó là ôi quỹ này là 1. Ôi. Ôi bậy, 1 này 12 chứ, quên, y là 12, lộn. Ờ à, là 12 ha. Rồi vậy y bằng 12 x bằng 1 ha, giá trị này. Rồi ha. Vậy mình lấy giá trị này ha. Quỹ này nè. Đúng không? Y phần x mắc. Vậy khi đó y bằng 12 x bằng x bằng 1 ha. Ôi trời, mém lú ha, lú. Sorry. Y bằng 12 x bằng 1. Rồi, vậy mình lấy trường hợp y bằng 12 x bằng 1 ha mọi người. Rồi, xong hết bài. Rồi, y bằng 12 x bằng 1, từ đây thế ra được là B tiêu hao min. Và rồi thế vô ha, 1.5. 1.5 nè, chia cho 6 nhân 12 chia 1. Cộng 3 ha. Đóng này bình nhân 3. Mình được là 1.2 nhân 10 mũ trừ 3 ha.
xong. Được chưa? Đó, mình cứ lập luận thôi. Mình thấy ẩn ở trên mẫu thì là mình đảo xuống ha, cho mất ẩn đi. Rồi sau đó mình thấy để thằng này min đồng nghĩa với việc là cái dữ mà tử số ha, mắc. Thì nghĩa là cái đống này nó mắc nè. Rồi mình lập bảng ra, mình có x trên nhân y bằng 12 ha. Mình lập được nguyên cái bảng vậy rõ ràng ha. Y và y 12 x bằng 1 là lớn nhất. Hoặc mọi người có thể thấy rằng là y lớn ha, y càng lớn thì x càng nhỏ. Vậy y phần x lớn là cái trường hợp giới hạn đầu tiên luôn. Đó là trường hợp đầu tiên ha. Đó, mọi người có thể lập luận rằng là à, y phải mắc và x phải min. Y mắc x min nghĩa là y 12 x bằng 1. Khỏi lập bảng cũng được. Được chưa? Ủa gì mà hay không? Lo làm đi, tí hồi kêu Hoàng Sơn làm câu tiếp theo nè. Rồi Hoàng Sơn chuẩn bị làm câu tiếp theo ha. Hoàng Sơn làm câu 13. Rồi được không mọi người ơi, đọc lại một lần nữa coi ok không nè. Rồi sau đó ha mọi người, nếu như mọi người xong thì chúng ta sang câu số 14 ha. À 13 chứ, qua câu 13. Rồi xong câu này mình qua câu 13 ha. Câu 13 khó hơn câu này nữa. Ồ, nhớ nha mấy con thuộc chuyện khó á, mọi người phải gạt mấy câu dễ dễ trước nha. Rồi, có ai thắc mắc điều gì không ta? Rồi, có ai thắc mắc gì câu này nữa không? Ai ok rồi, giơ cánh tay lên. Rồi mình sang câu 13 cái nè. Ừ, dễ, câu đó khó nhất đó, câu A khó nhất đó, nó thiệt. Rồi, ai ok, giơ tay lên cái nè. Thầy, hình như có gì đó sai ở đây thầy. Sai ở đâu? Là cái chỗ hai lan một bàn mà y bằng 2 sẽ ra x bằng 4 á thầy. Y bằng 2. Phải là 6. Ờ, à, x bằng 6. Trời ơi, quỷ nào, thằng quỷ nào. Ờ, ok. 12 chia cho 3 là bằng 4 ha. Ok, ừ thì là 4 chứ. Trời ơi, mấy má kia không thấy hả. Rồi, tính lại ha. Ok, tính lại. 3x cộng 6y bình CALC 6 y 2 2 x 16 x 4 y 3 2 x 16. Ok nè, trời ơi tự đáp án sai ha, ai ngờ mình tính sai. Ok, cả hai giá trị đều là 2 x 16 hết. Từ đây ha, có hai cách mắc. Cách số 1 x bằng 6 y bằng 2 và cách số 2 x bằng 4 y bằng 3. Ok, ok. Ok ha, cả hai cách mắc ha đều là công suất lớn nhất hết. Ở dưới thầy cho em hỏi là cái khi nào mình muốn viết e hoa còn khi nào viết e in gì? E hoa e in em muốn viết kiểu gì cũng được hết á, giờ nó không quan trọng thôi. Thả e này viết kiểu nào cũng được ha, tại vì sách nước ngoài thì ta viết e thường cũng có, e hoa cũng có, viết lung tung bèn thôi đó.
Rồi sau đó mọi người đọc đề câu 13 nhé. Làm câu ghép nguồn đèn nữa để lỡ xui đề có ra thi. Sau đó ta qua câu lập luận ha, rồi cuối giờ học dòng điện chất khí. Nghỉ. Rồi, được không? Được không, Khánh Minh? Sơn? Châu? Kim? Khoa, được không, Khoa? Rồi. Ồ thế cô bơ dễ cô A mà ta. Tỷ số nhiêu hả? Sao lại biết? Có coi đâu biết. Đừng có gài tôi. Đừng có gài tôi. Ok, giờ qua 13 nha. Qua 13 nha, qua nha, qua nha. Có gì chụp lại cái nè, chụp cái cạch một cái qua câu 13. Rồi bây giờ qua 13 nha. Rồi bây giờ câu 13. Một bộ nguồn gồm N pin giống nhau, mỗi pin có số điện động E0 bằng 1,5 ha, điện trở trong là R0 bằng 1,5. Câu này khó lắm nha. Dẫn chơi nha mọi người. Rồi bây giờ N pin giống nhau, mình có số pin chưa? Có chưa? Có chưa mọi người? Chưa. Đúng không? Sao thì làm xong chưa? Rồi bây giờ đèn sáng bình thường đúng không? Mạch này mình có ít thằng nối tiếp ha, y dãy song song. Từ đây ta suy ra ít nhân y bằng mấy? Ơ lộn quên. Để suy ra E bộ bằng mấy? E bộ bằng mấy? R bộ bằng mấy đây? Thầy 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 nghe. hỏi cái gì này, nếu mà nó cho đèn sáng bình thường thì cái y đèn nó sẽ bằng cái y mặt luôn mà đúng không? Y đèn nguyên mạch luôn. Đúng, chính xác. Mà thì có cái y mặt thì thế dùng dùng oxy là được mà đúng không, để tìm Này được nó y hỏi gì? Các cách mắc. Là nó hỏi tất các cả mắt các cách, thì chứ không đo phải đẹp bằng chỉ một trường hợp cố định lớn nhất nhỏ nhất. à. ok 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 không? ok hiểu rồi. Rồi ha. Nếu như hỏi lớn nhất nhỏ nhất hay dùng Cauchy được, chứ bài này nó hỏi tất cả các cách có thể mắc được ha. Đó, mà bây giờ ha nó cho không biết nhiều nguồn hết trơn, nó khỏi mò ha. Đừng mơ mò, mò không nổi đâu. Vậy bây giờ mình có E bộ bằng mấy? X lần 1,5. R bộ bằng mấy? X phần Y nhân 1,5. Đúng không? Ta có E bộ, R bộ rồi. Vậy bây giờ đèn sáng bình thường đồng nghĩa với Y đèn chính bằng Y gì mọi người? Y đèn chính là Y gì? Đèn sáng bình thường thì Y đèn chính là Y. Y. Nè cái mặt này ha, nối với đèn ha. Y đèn là y gì vậy? Alo. Y mạch. Đúng không? Rồi, tính ra y đèn và y mạch chính là y định mức luôn. U bình trên B, 12 bình chia 10 à, nhầm lộn. Cái gì á? B trên U chứ, 18 chia 12 thành được 1,5 A. Rồi, R đèn bằng mấy? Chán gì? Sao chán? Sơn chán hả? Rồi Sơn ơi, R đèn bằng mấy Sơn? Tám ohm. Ok, 8 ohm à. Vậy ta có y đúng bằng y định mức ha, y đèn đúng bằng y định mức. Rồi đúng bằng y định mức, từ đây ta có 1,5 ampe. Và 1,5 ampe ha thì là bằng E chia U.
E chia là tương đương cộng là nhỏ. 1,5 x ha chia cho x phần y nhân 1,5. Trời ơi ghê vậy, là tài xỉu luôn hả? Ok. Chấm hỏi. Rồi, mình có cái này, mình có cộng thêm r lớn nữa là 8 ha. Rồi, từ đây ha suy ra bằng 1,5x. Rồi, chia cho ha nhân lên là 1,5x nè. Đúng không? Cộng 8y. Ở đây mình nhân y lên trên này. Tuy nhiên x y đây mình chưa có ha, vậy mình phải, ôi trời, phải có ghi chữ này luôn nè. Ok bà đi. Rồi, mình phải làm gì đây? Mình sẽ nhân chéo lên ha. Nhân chéo lên nè, nhân chéo lên. 1,5, 1,5 là 2,25. X. 1,5 nhân 8 là được 12 bằng 1,5 x y. Bây giờ muốn đổi về số nguyên hết ha, thấy dấu phẩy đây là không ổn, tại vì số x và y đều là số nguyên mà. Mình phải bám vào ha, đối với bài này mình phải bám vào dữ kiện là x và y đều là số nguyên hết, tại vì mình chưa biết có bao nhiêu nguồn ha, tất cả đều là thuộc số nguyên. Vậy bây giờ mình đổi số nguyên ha bằng cách nhân cả hai vế cho số 4. Nhân 4 hai vế hết ha. Hoặc là mọi người chứ chung mà nhân 4 hai vế là dễ nhất, là 2,25 nhân đôi là được 2,4,5. Mình nhân 2 lên nữa là được 9. Nên đó là lý do là nhân 4 ha. 2,25 nhân 2 là 4,5. Mà nhân đôi nó sẽ là 9 ha. Vậy 2,25 nhân cho 4 mình sẽ được là 9x. Rồi, 12 nhân 4 mình sẽ được là 48 ha. Và đống này sẽ bằng là 1,5 nhân 4 là mình được là 6 lần gì? 6xy. Rồi mình rút gọn một lần nữa đi, mình chia 3 cho hai vế. Mình chia 3 cho hai vế ha thì mình được là 3x cộng 48 chia 3 là được 16y ha. Cộng mình bằng 16 chứ. Bằng chia 3 là được 3 lần y. Rồi ha, tới đây mình có biểu thức này. Rồi mọi người tới đây mình phải làm gì tiếp đây? Quên thằng này, quên con y rồi chứ, quên ha, quên sorry, thiếu y ở đây nãy giờ, quên y ở dưới. Rồi vậy bây giờ ha, điều kiện mình là x và y là số nguyên. Nếu như mọi người học toán á, người ta gọi bài toán này giống như là một bài toán phương trình nghiệm nguyên đó mọi người, là số nguyên hết đúng không, số nguyên số nguyên số nguyên. Vậy thì bây giờ mình sẽ đổi ra. Là giờ rút ra, rút một ẩn, rút một ẩn ra. Bài này bên hóa như thầy nhớ đó, học có cái bài gì đó cũng vậy đó, tìm chất cái kiểu đó, cũng làm kiểu này ha. Tìm x y nè, thầy rút x ra ha, rút y ra, thầy rút 3 y ra, thầy đổi này qua này ha, đổi vế qua bên này, thầy rút 3 y ra, bên trong thầy được là x trừ, ô quên rút 3 y đâu được đâu, rút y rồi thôi. Rồi ha, giờ đổi hai cách ha, giờ rút y ra thì mình có rút y ra mình được là 3x trừ 16. Đó, quỹ này là được 3 lần x. Kia phải Không? là hai hai ít y chứ, sao lại là ba ít y? 2x y hả? Kia 6 chỉ 3 ờ 2 2 lộn lộn 2. Ok, 2. Đúng không? 2 ha. Vậy chỗ là 2x. Rồi 2x hai thằng này là được 3x. Từ đây mình chuyển xuống mình có y bằng gì? Y bằng 3x chia cho 2x trừ 16. Đúng chưa? Rồi, vậy thì bây giờ ha, mình muốn coi coi y là số nguyên. Vậy bây giờ mình phải tách biểu thức này ra ha. Ta sao cho gì? Nó bằng một con số cộng cho một con số ha, chia một phân số. Để gì? Để chắc chắn rằng ha, chắc chắn rằng phân số này ha chính là ước của cái con số bên trên. Vậy thì bài này ha, mình tách như thế nào? Nhìn nè, ở dưới mẫu mình là 2x trừ 16 đúng không? Đúng không? Vậy chắc chắn trên tử của mình cũng phải có 2x trừ 16. Để tí triệt tiêu đi. Được chưa? Đúng không? Mà bây giờ 2x trừ 16 bên trên mình đang có 3x. Vậy thì bây giờ phải nhân cho mấy? Phải nhân cho gì? 3 phần 2 không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? 3 phần 2 không? Rồi, vậy từ đây ha. Vậy thì nhân 3 phần 2 rồi thì là lúc này ha, mình đã bên trên mình là mình đã thêm vào 3 phần 2 nhân 16 là mình đã thêm vô trừ 24. Thì bây giờ mình phải cộng ra ở ngoài ha là cộng 24.
Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có rằng là 3 phần 2 ha, cộng cho 24, chia cho 2x trừ 16. Đúng không? 2x trừ 16. Và bây giờ ha, để gọn gàng hơn thì ta nhân 2 lên trên y luôn đi, ta có 2y bằng 3 ha, cộng 24, chia x trừ 8. Và y ha, phải là một con số gì? Số nguyên. Mà để y là số nguyên thì x trừ 8 phải là ước của mấy? X trừ 8 phải là ước của mấy mọi người? 24. 24. Rồi đếm hàng ngồi ngồi nghiệm nè. Ngồi nghiệm ha, 1 1 ha, 1 ok. Rồi ha, 1. Rồi 2 đúng không? 3 ha. 4 ha. 5 không có, 6 ha. 7 không có, 8 có được không? 24 chia 8 được không? 8 ha, 9 ha, 10, 11, 12 ha. Rồi 12, 13, 14, 15, 16 không được, 17 cũng không, 18, 19, 20, 21, 22, 24 ha. Rồi, rồi chuyển lên từ đây y bằng mấy? Rồi thế vô ha, 3 cộng 24 phần x trừ 8. Tất cả chia 2. Rồi, bấm xe là C ha, 1. Mình được cái này là dấu trừ loại 2. Ơ trời ơi. Cùng bấm đi. X trừ 8. Rồi tất cả chia 2. Rồi 2 ha. Trừ 1 phần 2 loại luôn. Tiếp 3. Trừ không chính loại luôn ha. 4. Trừ 3 phần 2 không có luôn nè. 6. Ít. Quên quên. Tấm lộn. Ít này. Cái này là ít trừ 8 chứ nhầm. Quên ha, tiện thế thế lộ x chữ 8 mà. Vì thế dưới mẫu phải là x ha, bấm lại 1. Thì thằng này là 13,5 không được ha. Rồi 2. Thằng này là 7,5 cũng không được ha, do số nguyên. Tiếp 3. 5,5 cũng không được ha, số nguyên. 4. 4,5 cũng không được ha, số nguyên. 6. 3,5 cũng không được ha, số nguyên. 8. Rồi 8 thì được 3. Được không? Ủa ít chứ y âm không em? X chứ y âm không? Rồi tính xong này đi ha, bây giờ 12. 2,5 ha, rồi 24. Rồi 2. Đúng không? X đi làm gì âm đúng không mọi người? Đúng không? Vậy thì ta có mấy nghiệm đây? Mấy nghiệm? Hai nghiệm ha. Y và x trừ 8 từ đây tính ra được luôn, x bằng ha 8 8 2 16, và trường hợp này tính ra được x bằng 24 cộng 8 ha, 32. Vậy suy ra hai trường hợp ha, x bằng 16, y bằng 3. Và trường hợp số 2 ha, x bằng 32, y bằng 2. Rồi xong. Wow, xong bài ha. Vậy thì xác định các cách mắc có bao nhiêu cách mắc mọi người? Có tổng cộng là hai cách mắc duy nhất. Đó. Đó, thấy căng chưa? Trời ơi, một bài toán rất căng ha. Nó có thể nằm ở câu cuối trong đề thi mọi người ha. Đúng không? Thi cử mà, ráng ăn 10 chứ đừng ăn 9 điểm chi. Rồi ăn 9 điểm đâu có no đâu, 10 cho nó trọn vẹn ha. À, phương trình đúng không? Cái này là em đang so với x trừ 8 đúng không? Vậy phương trình em nhập vào bấm máy tính đó sẽ là y bằng 3 cộng 24 trên cho cái số em trừ tính đó là cái 1, 2, 3, 4 này nè. Đây, em thế x vô. X là 1, 2, 4 á. Tất cả chia đôi. Rồi sau đó em CALC ha. Rồi tất tất đó em sẽ CALC các giá trị 1, 2, 4, 5 vô. Giá trị nào là số nguyên thì em lấy, tại vì y nó là số nguyên ha. Đó, với x là những con số này nè, đây với x ha là những cái con số ở trên dãy này, đây nó nè, thì mình đang thế x trừ 8 vô mà.
Rồi, ngẫm nghĩ thử nha, ngẫm nghĩ rồi ghi chú vô. Đó, nếu như bài toán này nó hỏi là cách mắc công suất lớn nhất thì quá dễ, quýnh cô si cái xong. Tuy nhiên nó khó ở chỗ nó không cho giá trị n bằng nhiêu ha, mà nó bắt tính gì? Bắt tìm coi tổng cộng ha, tổng có bao nhiêu cách mắc. Đúng không? Tổng cộng bao nhiêu cách mắc ha. Rồi câu B thì nó hỏi cách mắc nào có số nguồn ít nhất thì tính ra thôi, 16 nhân 3 là 16 nhân 3 cách này là 48 nguồn, 32 nhân 2 cách này là 64 ha, vậy cách nguồn mắc nhất là 16 với 3, rồi từ đó mọi người tính hiệu suất cái kiểu ra thôi là xong, tự tính ra nha, không chỉ nữa nha. Rồi mình có cách mắc của B ha, đó là x bằng 16 y bằng 3. Rồi nó tính công suất và hiệu suất mỗi nguồn. Rồi tính hiệu suất và công suất mỗi nguồn đi mọi người, tính thử coi mọi người tính ra nhiêu. Mỗi nguồn nha, đề hỏi mỗi nguồn nha, nhớ nha, chữ mỗi nguồn đó nha. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Alo. Được không mọi người ơi? Rồi, câu này hơi khó. Được chưa? Về nhà mình ngẫm nghĩ tìm hiểu ha. Thôi ai ok câu A này rồi giơ tay lên một cái nào, ý là thấy ghi chú được và hiểu được cách làm nha, còn về hiểu được cách làm rồi ha, còn về mọi người có thể ngồi suy nghĩ và tự làm lại câu này nha, nhớ nha, tự làm lại nha, coi được không, được không Khoa, được không Hiền, được không Tâm, được không Thảo, được không Cường, được không Châu, được không Thức, được không Hải, được không Kim, được không Sơn, được không Thiện, được không nè. Rồi bây giờ câu B ha, bây giờ công suất mỗi nguồn bằng gì, ai nói thì biết coi công suất mỗi nguồn bằng gì thì đây dễ Hoàng Sơn, công suất của mỗi nguồn bằng gì Sơn? Sơn vậy công suất mỗi nguồn bằng gì nè, y r nhỏ, ừ y bình r nhỏ, ừ ha, bảy, nó hỏi công suất nguồn thì nó là e y, trời ơi công suất tiêu hao mới là y bình r nhỏ ông nội, công suất nguồn nó là e y rồi, e y ha. Rồi EI thì E là E gì? E bộ hay là E gì? E không? Thì đúng rồi, công suất bằng nhánh, đúng rồi. Bây giờ E là E bộ hay E không? E bộ nhờ. Ừ ha. Nó hỏi mỗi nguồn E không ông nội. Y là Y mỗi nguồn. Rồi E không là 1,5 ha. Rồi bây giờ y y không bằng gì? Y không bằng gì nè Khánh Minh? Y không bằng gì? Y qua mỗi nguồn thì bằng gì?
Y hay là số dãy nha. Số dãy hay là ba dãy chứ, quên là số 3 lộn. Rồi Khánh Minh ơi, y không bằng gì vậy Khánh Minh? Đèn sáng bình thường rồi ha. Y không bằng gì đây Khánh Minh? Khánh Minh ơi. Mình ơi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Rồi, y không bằng gì đây em? Y không bằng gì em? Y không bằng gì? Y qua mỗi nguồn bằng gì? Rồi các bạn ơi, nhắn qua thử coi tính y không bằng cách nào. Y không bằng gì đây? Giống câu trên này mới nói xong, y không bằng gì? Ok, Hoàng Sơn giỏi ha, đúng. Y không bằng gì nè. Để Khánh Minh tự làm nha Sơn, đừng chỉ Khánh Minh. Minh ơi, Thiện đâu rồi, Khoa đâu rồi? Alo, Hiền ơi, trả lời nào Hải ơi. Y không bằng gì, y qua mỗi nguồn bằng gì đây? Đúng rồi, quá từng nguồn, tại vì mình đang tính công suất mỗi nguồn. Ôi trời, nó trên mây hả? Trời ơi, nó trên mây hay gì đó mọi người. Rồi ha, ba dãy ha, đây y là số dãy ba dãy, thì ba dãy này nối với là y mạch đúng không? Vậy mình có y mạch rồi, vậy thì ba dãy ha, y mỗi nguồn nó sẽ là bằng y mạch chia cho ba dãy, là chia cho ba, được chưa? Vậy thì là đây là 1,5 ha, nhân cho y mạch là 1,5 chia ba, vậy mình được là 1,5 bình ha, chia 3 là được 0,75W. Được chưa? 0,75W ha. Rồi vậy bây giờ hiệu suất của nguồn ha. Rồi hiệu suất nguồn bằng gì đây? Đâu rồi, hiệu suất nguồn bằng gì? Suất nguồn bằng gì? Ừ, U0 chia E0, đồng ý. Rồi, U0 bằng gì? U0 thì bằng gì? U qua một nguồn thì bằng gì? Y0 nhân R0 chia E0 đúng không? Mà Y0 là 1,5 chia 3. Nhân R0 là được 1,5 chia E0 là 1,5 ha. Vậy 1,5 chia 3 mình được là 0,5. Hay nó khác đúng bằng 50%. Xong bài. Trời ơi, mấy câu hỏi sơ đẳng này trả lời không được, chết tôi. Được chưa? Đồng ý không? Trời, tích cực lên nào. Khoa ơi, Khoa đâu rồi Khoa? Đang làm gì đó Khoa? Có nghe giảng không đó Khoa? Nãy giờ làm bài được không đó Khoa? Được không Khoa? Im ru. Thảo ơi, được không Thảo? Hải ơi, được không Hải? Dạ là sao Khoa? Ý là dạ rồi, sao nữa? Thì cần câu trả lời chứ không phải chỉ dạ. Rồi mọi người được không nào mọi người ơi? Rồi ai được nhắn hàng cái nè, ai không được nhắn hàng cái luôn, không được chỗ nào nhắn qua hàng cái nha. Trời ơi, trời ơi, Kim ơi, Hải ơi, Hải, Hải ơi. Ok. Rồi hú hai đó, trời ơi mấy câu khó khó làm mấy câu khó khó này mới vui ha, làm mấy câu dễ mà làm chi, đúng không? Được không? Được không? Được không? Rồi rồi mọi người cho thầy một
thay cho mọi người một phút nữa ha, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến qua bài mới ha. Không sao, mình qua dạng kia chứ này cũng không kịp. Tâm ơi, Tâm ơi, nãy giờ đầu dễ nhờ Tâm không nói chuyện. Tâm ơi, có gì được hay không được em nhắn qua chat giùm nha Tâm ơi. Đừng im lặng như mấy quỷ này nha Tâm. Tâm ơi. Ừ, để tôi coi khi mà mình học off ha, tôi gặp lại coi nha. Coi cái mồm như cái chợ không. Em tàng hình, thầy sẽ cho em hiện hình hàng ngày luôn. Ngày nào cũng lên cho biết cái mùi. Rồi. Rồi ha. Đó, thầy đã, nói chung là thầy đã giảng hết tất cả các mọi mọi dạng bài có thể ra thi luôn rồi đó nha. Nói chung là dạng nào ha, thi khó cỡ nào ha, cũng dạng hết rồi. Mọi người mà ở trường đó, có đề cương đó, thì mọi người cứ việc làm nha. Nếu như thắc mắc thì mọi người nhắn qua hỏi ha. Chứ bài thi nó không có nằm ngoài cái cuốn sách của mình đâu, mọi người giải hết sạch sẽ cái mặt trong sách á, giải một cách nhuần nhuyễn hết tất cả các mặt ha, bài tự luận nào mọi người cũng chơi được hết trơn á, khẳng định với mọi người luôn á. Nhớ ôn tập kỹ kỹ một tí, nhớ nha, nhớ nha, thi cử nơi rồi ôn tập cày bài kỹ vô. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ sang bài số 15 ha, dòng điện trong chất khí. Ôi, bài gì kỳ vậy? Rồi, chào mừng chất khí nha. Rồi, refresh não một cái nè. Rồi, ta sang dòng điện trong chất khí. Rồi, nói bài tập về nhà của mình luôn ha. Bài tập về nhà mình tuần này là full trắc nghiệm điện năng và full trắc nghiệm dòng điện trong chất khí. Easy. Tuần sau ha, mà còn tồn tại cái sự ba bạn nộp bài tập về nhà nữa, trắc nghiệm cũng phải chụp qua bài làm trắc nghiệm của mọi người nha mọi người nha. Chứ tuần sau mà còn tồn tại cái sự ba bài nữa, khẳng định luôn ha, đứa nào không làm á cho ngoài ngồi nha, nhớ nha. Rồi, trắc nghiệm lý thuyết mà ngồi làm mấy giây cái xong chứ gì, quen đúng không, muốn thử không, tuần sau không làm đi, thử đi cho biết, gần thi rồi. Thôi không có nữa. Trời ơi, cái tuần này ha, mọi người trời ơi, thất vọng cực kỳ. Trời ơi, hy vọng mọi người hay làm chuẩn bị form cái kiểu đồng Khánh Minh không làm đó, thấy không? Sơn ha cũng kéo theo bạn không làm luôn. Đó, Lộ Cường này đó. Coi không đọc tên nữa ha. Mất công. Tuần này làm giùm tôi một cái. Mấy bạn thấy bạn mới không? Không. Rồi bây giờ chúng ta sang bài mới ha. Đợi xíu máy hẹn đang hơi lắc. Rồi mọi người mở đề cương mới ra ha. Mình sẽ qua dòng điện trong chất khí. Lịch của mình sẽ là hôm nay mình sẽ học dòng điện trong chất khí. Tuần sau mình học dòng điện chất dòng điện trong chân không ha. Và tuần cuối cùng ta sẽ học dòng điện trong chất bán dẫn. Về làm trắc nghiệm và sẽ sửa bài tập thôi. Trắc nghiệm rất dễ, cố gắng làm. Đừng có lười nữa nha. Sắp thi cử rồi. Rồi trời ơi, thầy là ôn dữ lắm á, chứ bình thường hình như bên thầy nhị đã qua học kỳ hai rồi đúng không, thầy nhị vậy sẽ học kỳ hai rồi đúng không? Đáng ra giờ là đang ngồi học từ học rồi đó, học điện từ rồi đó, chứ không học học mấy bài này đâu á. Nên làm ơn nha, ôn kỹ lắm á, làm ơn làm bài giùm cái. Rồi
Rồi bây giờ chúng ta đến với dòng điện trong chất khí ha. Rồi thứ nhất ha, giới thiệu sơ sơ trước. Ồ, sao máy nó bị gì ta, sao hiện hiện được cương ta? Ôi trời. Ok bà đi rồi thôi, không cần, tôi cần này thôi. Rồi, bây giờ mọi người ơi, bây giờ dòng điện trong chất khí ha mọi người ơi. Sao mọi người nghĩ ha, bình thường chất khí có dẫn điện không? Chất khí có dẫn điện không? Bình thường á, ở điều kiện bình thường thì chất khí có dẫn điện hay không? Không ha. Trời ơi, chất khí mà dẫn điện ha, mọi người sờ tay cần gỗ điện cái giật mọi người chết ngắt. Đúng không? Vậy thì ở điều kiện thường, thứ nhất ha, chất khí không dẫn điện. Rồi, ở điều kiện bình thường ha, chất khí nó không dẫn điện. Tuy nhiên ha, khi có một số tác nhân, ví dụ có tác nhân ion hóa ha, người ta gọi là có tác nhân. Có các tác nhân sau đây. Thứ nhất ha, chất khí được đốt nóng. Đó, đốt nóng lên ha, hoặc chất khí có tia tử ngoại hoặc là một số các tác nhân khác ảnh hưởng. Được chưa? Chất khí được đốt nóng ha, hoặc là chất khí có các tia tử ngoại chiếu vô. Đúng không? Cái kiểu ha, thì lúc này ha mọi người, lúc này sẽ khiến cho chất khí có dòng điện chạy qua. Hay nó khác ta nói là có dòng điện trong chất khí. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi có các tác nhân gì khiến cho chất khí dẫn điện. Rồi bây giờ ha mọi người ơi, mọi người biết rằng chất khí dẫn điện, mọi người có thể coi trong đời sống bình thường của mọi người á, cũng có chất khí dẫn điện á, mà chắc mọi người không biết đâu ha. Thử coi ai biết được là khi nào mọi người cảm nhận được là trong không khí có điện, khi nào? Khi trời mưa ha, trời mưa mà mọi người chạy xe trên đường á, mà đường trống vắng ha, trời mưa lớn ha, thì mọi người cố gắng ha, đường trống quá đừng đi, ai biết được lỡ xui ha, cái nói chung là nghiệp chướng của mọi người sao đó. Một ví dụ như là mọi người không làm bài chẳng hạn này đó, hoặc là mọi người không nộp bài tập về nhà này đó, rồi khịa thầy cái kiểu đó đó, nghiệp chướng khiến cho sếp đánh từ đầu, sếp đánh xuống à, đi qua những chỗ vắng tanh ha, là sếp rất là dễ đánh của bạn, từ đầu đánh xuống được chưa? Đó đang đang hù dạ ha mọi người. Mọi người làm bài tốt vô thì ông trời không sẽ đánh, không có đánh sét xuống đâu. Vậy thì từ đâu ha mà ta có sét đánh, thì tí hồi mình sẽ nghiên cứu ha. Vì rõ ràng trong điều kiện bình thường ha, đây trong điều kiện trời mưa ha, trời mưa gió, tại sao lại có sét đánh từ trên xuống, hay nó cách khác là có gì, hay là nó có một cái một cái nguồn điện ha rất lớn từ trên trời phóng thẳng xuống đất. Rồi gì ý đầu tiên ha, có dòng điện trong chất khí. Vậy thì bản chất của dòng điện trong chất khí là gì? Bình thường ha, dòng điện không có khí gì hết, đúng không? Cái tự nhiên giờ có khí. Vậy thì bản chất dòng điện trong chất khí là gì? Rồi ta sang phần tiếp theo, bản chất dòng điện trong chất khí. Ừ, được, ngon. Trời ơi, sợ mấy đứa, sợ thôi chứ. Sợ thấy nghe tiếng cái quản hồn hết thi được, mắc cầu. Rồi, từ để hình. Ôi, sao không co hình này lại được. Đợi tí nha, nó có hình này rồi. Rồi, bây giờ bản chất dòng điện trong chất khí là gì? Thì mọi người thấy rằng ở điều kiện bình thường chất khí không dẫn điện. Được chưa? Không dẫn điện ha. Tuy nhiên á, nếu như ha, bình thường mà các khí nó chỉ nằm ở dạng phân tử khí hoặc là nguyên tử khí thôi, đúng không? Chúng nó bay lung tung bên xung quanh mình hết, nằm ở dạng nguyên tử phân tử thôi, thì chất khí không dẫn điện ha. Tuy nhiên ha, khi chúng ta đốt nóng khí, đây đốt nóng à, hoặc là tạo nên bức xạ gì đó, đây bức xạ gì đó, thì các điều này sẽ khiến gì? Khiến cho không khí
Thứ nhất ha, khiến cho không khí ha mất e tạo thành ion dương. Mọi người có thể nhìn hình ở dưới ha, tạo thành ion dương và từ đây ha chất khí có điện. Mà cái hiện tượng mất e biến thành ion dương, mọi người học hóa rồi mọi người biết bị này là bị gì không? Mất electron ha, bức xạ nào đó ha, mất electron hoặc là tạo thành ion dương á, thì người ta gọi đây là hiện tượng gì? Hiện tượng ion hóa chất khí ha. Lúc đó chất khí sẽ dẫn điện. Thì các tác nhân đốt nóng bức xạ này nè, thì người ta gọi đây là các tác nhân ion hóa. Được chưa? Người ta gọi đây là các tác nhân ion hóa ha. Rồi, vậy thì tác nhân ion hóa khiến cho một chất khí dẫn điện, nhiễm điện như thế nào? Thì chúng ta nhìn đây ha. Ban đầu ha, đây có 3 step ha, đây step 1, step 2, step 3 đó, nó có 3 bước như vậy ha. Thì ban đầu ha mọi người, ban đầu khí bình thường không có gì hết, nó chỉ là các phân tử nguyên tử trung hòa nó chạy vòng vòng. Tuy nhiên có các tác nhân ví dụ như là đốt khí ga vô ha, hoặc là gì, hoặc là chiếu tia tử ngoại vô. Đây các tác nhân ha, thằng quỷ này thể hiện cho các tác nhân ion nè. Đây khi có tác nhân ha, mọi người nhìn hình vẽ dễ học hơn so với lại là hụt chay ha. Có tác nhân vào thì thằng phân tử này, mọi người để ý quỷ này, quỷ ưu tinh này, đây quỷ ưu tinh màu tím này ha, đó nó tách ra ha thành ion dương và một electron trong bước 2 ha. Đó thì ion dương ha, chúng nó sẽ di chuyển lung tung beng hết, đúng không? Di chuyển lung tung beng và từ đây ha tạo thành dòng điện trong chất khí. Tuy nhiên một số ion âm ha nó không đứng yên, mà ion âm này nó sẽ kết hợp vô một thằng nguyên tử phân tử trung hòa đó, được chưa? Và từ đây nó sẽ một cái é trong này là đó, cái trong tự do rút é trong ra ha, mất é trong ra thì é trong kết hợp với một phân tử trung hòa thì từ đó nó sẽ tạo nên gì, nó sẽ tạo nên ion âm. Do đó ha, các tác nhân thứ nhất, sự xuất hiện của ion dương là một. Thứ hai ha, sự bị phân tách ra ion dương có là do phân tách electron, sự phân tách electron số 2. Và số 3 ha, sự tạo thành ion dương. Ion âm chứ, từ tạo thành ion âm. Thì tất cả tác nhân này ha, những cái hàng quỷ này nó đều gây ra gì? Gây ra dòng điện trong chất khí. Ba thằng đó ha, gây ra dòng điện trong chất khí. Được chưa? Tạo nên dòng điện trong chất khí ha. Vậy thì bản chất dòng điện trong chất khí lúc này là gì mọi người? Đâu, thử trả lời coi. Sau khi thầy nói ý này ha, thứ nhất tác nhân bay vô khiến cho electron trong bay ra tạo ion dương. Nhưng mà electron nó không đứng yên một chỗ ha, mà sẽ kết hợp phân tử khác tạo ion âm. Vậy thì lúc này dòng điện trong chất khí là dòng nào? Dòng dòng điện trong chất khí là các hạt gì? Là các hạt gì mọi người? Lúc này dòng điện trong chất khí nó là các hạt gì? Cái hạt tải điện, hỏi nói như đúng rồi vậy. Trời ơi. Rồi ha, vậy thì lúc này ha, các hạt tải điện đó là thứ nhất ha, ion dương bay tự do. Thứ hai ha, electron bị bức ra bay tự do. Cái số 3 ha, các electron sau khi kết hợp với các phân tử nguyên tử trung hòa ha, tạo thành ion dương bay tự do. Vậy ta có ha hạt tải điện. Hạt tải điện bao gồm thứ nhất ion dương, thứ hai ion âm và thứ ba ha là các electron tự do. Ba thằng quỷ này bay vòng vòng trong không khí ha, tạo nên không khí dẫn điện ha. Khiến cho không khí dẫn điện. Rồi, vậy ở đây ha, rõ ràng hạt tải điện là gồm cả ba thứ. Cho nên ha, nhớ lại hạt tải điện trong kim loại là các electron hóa trị chuyển động tự do, hạt tải điện trong chất điện phân là các ion dương ion âm, còn hạt tải điện trong dòng điện chất khí chính là ion dương ion âm và cả electron luôn, được chưa? Rồi ba cái ha. Rồi thì hiệp sau khi ha mọi người, đây sau khi đây thì có một nguồn điện ha, thì có một nguồn điện rồi. Đây là nguồn điện âm dương ha. Đây âm dương. Giữa nguồn điện này có hiệu thế U.
Thì nếu như ở giữa này ha, thầy bắt đầu đốt nóng hay gì đó lên ha, đốt nóng lên. Đó, đốt cho nóng lên hay gì đó có tác dụng ion hóa. Thì lúc này ha, thì lúc này các electron và ion âm ha, electron và các ion âm. Nghe lộn chỗ. Rồi, các electron ha và các ion âm. Chúng nó sẽ bay về phía cực dương. Thì người ta cực dương này người ta gọi đó là anode. Còn thằng quỷ ion dương ha, nó sẽ bay về phía cực âm, thì cực âm nó chính là các ca cathode thôi. Đó, vậy chiều điện trường của mình ha là chiều từ dương sang âm. Vậy mọi người ơi, vậy mọi người thấy gì? Ion dương đi cùng chiều hay ngược chiều điện trường? Ion dương đi cùng hay ngược chiều điện trường đây? Ion dương đi cùng hay ngược chiều điện trường? Ion dương nó sẽ đi cùng chiều E đúng không? Cho lực điện. Còn hai thằng dưới ha, ion âm và S trong đều là nhiễm điện âm hết, cho nên hai quỹ này nó sẽ đi ngược chiều E. Và từ đó ha, cái sự chuyển động của ion dương, ion âm và S trong sẽ tạo nên dòng điện trong chất khí. Rồi, vậy ý đầu tiên, mọi người ok chưa? Được chưa? Vậy khi nào có dòng điện trong chất khí, mình nói lại nè, khi nào có dòng điện trong chất khí? Khi chất khí bị gì? Bị ion hóa. Và các tác nhân khiến cho chất khí bị ion hóa, người ta gọi đó là các tác nhân ion hóa ha. Và cái sự ion hóa không khí xảy ra như thế nào? Ban đầu nguyên tử đang trung hòa, tuy nhiên khi tác nhân bay vào ha sẽ khiến cho nguyên tử tách e trong ra, tạo thành các ion dương. Thì các ion e trong này ha, nó không đứng yên một chỗ và nó sẽ cố gắng kiếm một hàng nguyên tử trung hòa nào đó phù hợp, nó nhập vào tạo thành một ion âm. Và nếu như ha, thì cái đống ion dương này nè, electron và ion âm thì người ta gọi đó là hạt tải điện ha. Đây ba thứ. Vậy thì nếu như ta đặt điện trường ngoài vào bên trong thì electron ion âm ha, điện tích âm mà bị dương hút. Còn điện tích dương ha sẽ bị âm hút. Nghĩa là ion dương đi cùng chiều E, ion âm electron đi ngược chiều E. Rồi, tới đây ok chưa? Được không? Được không mọi người ơi? Được không nè? Các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ yêu dấu ơi, ok không? Ok không? Ai ok nhắn hàng cái nè. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ tiếp tục ha mọi người. Vậy thì bây giờ dòng điện trong chất khí ha, dòng điện trong chất khí nó sẽ phóng điện như thế nào? Thì nó sẽ có hai kiểu phóng điện. Kiểu thứ nhất đó chính là kiểu phóng điện tự lực. À, không tự lực trước chứ. Phóng điện không tự lực. Rồi, nó phóng điện tự lực và không tự lực thì thế nào? Thế nào là tự không tự lực mọi người? Không tự lực nghĩa là sao? Mình phải có gì? Ví dụ như là mình không làm bài một mình, nó ví dụ kiểm tra ha. Đây ví dụ có một câu nói ha, các bạn học sinh kiểm tra online không có tự lực làm bài. Vậy thì đồng nghĩa với việc không tự lực là phải có gì mọi người? Nghĩa là có gì? Đó, các bạn mấy anh kiểm tra online dạo này đúng không? Đó, không tự lực ha. Đó là à, làm bầy đàn ha, làm nhóm ha, làm không có a à, sao gọi là có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vì sự phóng điện không tự lực này đồng nghĩa với việc rằng là có sự giúp đỡ, và thằng nào giúp đỡ nó đó là có tác nhân ion hóa ha, là sự phóng điện nhờ các tác nhân ion hóa. Được chưa? Đó, nhờ tác nhân ion hóa ha. Đây, thứ nhất. Thứ hai, tính chất của nó là gì? Nếu như tác nhân kết thúc
Nếu như á mà tác nhân kết thúc thôi mọi người. Thì từ đây dẫn đến cũng end luôn cái dòng điện này. Được chưa? Cũng sẽ không còn tạo ra hạt tại điện nữa. Thì ý này người ta gọi là sự phóng điện không tự lực của chất khí. Được không mọi người ơi? Đồng ý chưa? Đó, dễ dàng mà không tự lực là gì? Nhờ thằng nào đó. Ví dụ nhờ tác nhân ion hóa vô ha. Và nếu như ha mà mình vẫn còn tồn có tác nhân vẫn còn tồn tại thì dẫn đến là các điện tích vẫn còn. Tuy nhiên khi ngừng tác nhân ha thì ta cũng ngừng điện tích luôn. Và từ đây ha chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Dòng điện trong chất khí ha mọi người. Dòng điện trong chất khí nó sẽ có một đặc tính IU như sau. Mém nó đọc thành cái chữ gì? UU. Nhưng mà IU ha mọi người, I và U ha, I và U ha. Thì chúng ta sẽ xét gì? IU. Rồi, xét IU ha. Rồi, vậy thì bây giờ IU trong dòng điện trong chất khí nó như thế nào và nó khác ra sao ha? Bây giờ khi đó người ta đã thực hiện thí nghiệm và người ta cho ra một cái đồ thị như thế nào? Ừ, idol, idol. Rồi, cố tình ghi ấy, chứ người ta ghi UI không à. Rồi ha. Đây, IU. Đúng rồi, idol. Rồi bây giờ ha như thế này không người, khi mà người ta bắt đầu ha tiến hành thí nghiệm và người ta đo đạt được cái giá trị I và U thì người ta thấy rằng đồ thị IU có một đường như thế này. Vậy thì mọi người ơi, dòng điện theo mọi người ha, dòng điện trong chất khí có tuân theo định luật ôm hay không? Nó có tuân theo định luật ôm không? Nhìn đồ thị này nè, nhìn là thấy ha, nó có tuân theo định luật ôm hay không? Có không ta? Định luật ôm là I với U tỷ lệ thuận với nhau, đúng không? Luôn luôn tỷ lệ thuận. Còn cái này có tuân theo hay không? Rõ ràng đồ thị này không tuân theo định luật ôm, nó đường cong quẹo quẹo ha mọi người, đó nó quẹo 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 vậy đó, nó không hề tuân theo định luật ôm. Rồi vậy bây giờ chúng ta phân tích từng giai đoạn một trên đường thẳng đồ thị này ha. Rồi thứ nhất, đồ thị có giá trị từ 0 đến UB khi nào có giá trị này? Khi có sự phóng không tự lực. Hay nói cách khác, sự phóng điện này là do có các tác nhân ion hóa vào. Thì đây, giá trị Y bằng 0 đồng nghĩa chưa có tác nhân gì hết, chất khí không dẫn điện. Tuy nhiên ha, khi có tác dụng vào, chất khí lập tức dẫn điện mạnh. Và ta thấy đồ thị ha, nó cong lên rất mạnh. Được chưa? Rồi, tuy nhiên ha, khi đạt đến một giá trị UB nào đó trở đi, lúc này khi chúng ta tăng hiệu thế U giữa hai điện cực lên, khi ta tăng U lên, khi chúng ta tăng U thì Y không tăng nữa. Thì khi đó người ta gọi giá trị Y này ha, đó là giá trị Y đã đạt đến trạng thái bão hòa, nghĩa là không tăng được nữa. Là sắp chịu hết nổi rồi đó ha, sắp chịu hết nổi rồi. Nó chưa bùng nổ rồi ha. Rồi tiếp tục ha, khi lố đến giá trị UC thì lúc này ha thằng Y nó bùng nổ mạnh mẽ ha mọi người. Thì lúc này ha dù cỡ nào chăng nữa vẫn xảy ra dòng điện ha, dù kết thúc phóng điện chăng nữa vẫn xảy ra dòng điện. Được chưa? Cường độ dòng điện lúc này ha nó bùng nổ, nó tăng mạnh lên và lúc này ha sẽ tạo ra rất nhiều dòng. Đây trường hợp số 3 ha, nó là lố giới hạn ha, thì lúc đó nó sẽ gọi là à thêm nhiều ion và ép trong đó mà nó tăng bùng nổ như vậy ha, cho nên dù chúng ta kết thúc tác nhân ion hóa thì nó vẫn xảy ra sự tăng này. Khi đó người ta gọi sự phóng điện này ha, khi không còn tác nhân nữa thì người ta gọi đây là sự phóng điện tự lực. Được chưa? Nghĩa là khi mà nó gì kết thúc tác nhân. Đó, vậy đây là ba quá trình ha, ba sự phóng điện dòng điện cho chất khí á, thì thông thường ha cái này nó còn kèm theo ánh sáng nữa, như sấm sét cái kiểu ha, kèm ánh sáng nữa. Rồi rồi dừng đồ thị ha, again nói lần nữa nè,
ban đầu không có gì xảy ra hết, từ từ để chịu cái tên đây, ban đầu ha không có gì hết, nói chung là không khí bình thường, không dẫn điện, IU bằng không. Tuy nhiên bắt đầu đặt U vào ha, đặt hiện thế vào hay nó khác là phóng tác, gọi là lập nên tác nhân ion hóa, tạo tác nhân ion hóa ha, lúc này sẽ khiến cho gì, nó sẽ dòng điện bắt đầu tăng vọt, tăng rất nhanh ha, đây đồ thị rất dốc, tăng rất nhanh lên khi có U vào. Tuy nhiên đến giá trị U nào đó nó gọi là nó không có tăng được nữa, U càng tăng ha thì Y nó cũng không đổi, nghĩa là nó bão hòa ha, nó đang tích tụ lại đây, nó đang tích tụ lại ha, rồi tích tụ tích tụ tích tụ dần đến một giá trị nào đó nó sẽ bùng nổ lên, và khi đó các ion và S trong sẽ được tạo ra liên tục liên tục liên tục, cho nên dù khi ta ngắt tác nhân đi, ngắt tác nhân đi ha, thì lúc này nó vẫn phóng điện, Y nó vẫn tăng mạnh, thì người ta gọi quá trình Y tăng rất mạnh này nè, mà nếu như không có tác nhân thì người ta gọi đó là phóng điện tự lực ha, đó là khi kết thúc tác nhân. Vì cái quá trình này mình cũng có ba giai đoạn luôn, giai đoạn số 1 ha là không tự lực, giai đoạn số 2 gọi là giai đoạn bão hòa, và giai đoạn số 3 là giai đoạn phóng điện tự lực. Đây là đồ thị IU ha, trong quá trình phóng điện trong chất khí. Rồi được chưa? Đó, vậy thì ba là mà chúng ta qua phần thứ ba hai ha, đó là sự phóng điện không tự lực. Rồi, mọi người ngẫm nghĩ là một lần ha, sau đó ta qua phần ba la mã. Bài này rất dài ha, thầy đã cố gắng gom nó rất ngắn cho mọi người đó, chứ bài này dài khủng khiếp ha, dài kinh dị, dài quá trời dài luôn á. Rồi, được rồi mọi người ơi, mọi người hiểu được ba cái giai đoạn của phần phóng điện chưa? Ban đầu không tự lực nè, đến mức là nó bão hòa. Bão hòa nó đang tích tụ cái electron ion ha, sau đó nó sẽ vượt lên, nó sẽ bùng nổ lên ha. Rồi. Ai ok tới số này thì nhắn thầy một cái nha. Ui 40 nữa hả? Dữ vậy. Trời ơi. Được không mọi người ơi? Ai ok nhắn vào một cái nè, rồi mình qua phần tiếp theo ha. Nhắn vào cái nào? Thiện Lê, Quang Thức, Châu, Kim, Tam, Khoa. Không, thầy mới nghĩa xíu thôi. Không, thầy chỉ mới nghĩa ấy à. Chỉ nghĩa tình hình. Ơi, chắc tôi quýnh không chết. Trời ơi, rồi hôm sau. 53 câu, Thiện làm 25 câu ha. Rồi, bây giờ tiếp tục ha, sang phần phóng điện tự lực. Vậy thì phần phóng điện tự lực xảy ra ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 hay giai đoạn 3 mọi người? Giai đoạn nào? 1, 2 hay 3? Giai đoạn 3 ha. Và giai đoạn 3 sẽ xảy ra khi nào? Khi mà lúc này phóng điện tự lực nghĩa là không cần tác nhân ion hóa nữa. Mà nó vẫn phóng điện. Rồi, chỉ có bao nhiêu cách để tạo nên hạt tải điện ha, mới trong chất khí, hay nó khác là phóng điện tự lực á, khiến cho khí phóng điện tự lực ha, không cần phải tác nhân gì hết ha. Có nhiều cách đây. Thì lúc này ha, để tạo nên các hạt tải điện ha, tạo hạt tải điện. Thì lúc này sẽ có bốn cách. Bốn cách nha. Rồi, cách một đó là khiến cho nhiệt độ khí tăng rất rất cao, tăng vọt luôn ha. Khí nhiệt độ của không khí lúc này ha, nhiệt độ khí tăng mạnh. Được chưa? Nhiệt độ khí tăng mạnh, và khi nhiệt độ khí tăng mạnh đồng nghĩa việc không khí tự động bị ion hóa luôn. Thứ nhất ha. Rồi, nhiệt độ khí tăng rất mạnh. Ví dụ
người ta thường hay nói điện trường trên mặt trời á, đúng không mọi người? Người ta thường nói điện trường trên mặt trời ha, lý do nhiệt độ bề mặt lực mặt trời rất nóng, và trên nhiệt độ rất nóng như vậy thì lúc này người ta thấy rằng trên mặt trời ha nó có những cái đám, người ta gọi là đám hydro hoặc đám oxy, tức là đám ion ha. Người ta thấy trên mặt trời có rất nhiều ion ha, rất nhiều các é trong trên mặt trời, được chưa? Hoặc là gì, mọi người đứng ở trên những khu vực núi lửa ha, không cần gì hết, mọi người chỉ cần vừa sát nút núi lửa thôi thì mọi người thấy khí ở trong núi lửa lúc này ha dẫn điện cực kỳ mạnh. Hoặc là gì, nhiệt độ khí rất đang rất nhanh ha, mấy mới biết đứa biết kiểu như là đi hàng không, như mối biết mối hàng không mọi người, lúc mà đi vô mà người ta hàng đồ cái kiểu á, thấy chích cái gì cây gì đó vô đúng không, xong rồi kêu xè 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 ra mấy mấy tia tử điện á, nó bắn ra ngoài, đó là do nhiệt độ mối hàn rất lớn ha, từ đó khiến cho phóng điện ra ngoài không khí, khiến cho mình thấy gì mấy tia điện nó phóng 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 ra ngoài, được chưa? Đó ha, đó là các tác nhân ion hóa do nhiệt độ khí tăng mạnh, được chưa? Nó sẽ tạo ra hạt tải điện ha, ví dụ như hàn điện hoặc là trên mặt trời ha. Rồi số 2 ha mọi người, số 2 đó là do điện trường trong chất khí rất lớn, e trong chất khí rất lớn ha, e rất lớn thì lúc này cũng tạo ra hạt tải điện. Rồi lúc này cũng tạo ra hạt tải điện. Rồi thế nào là e rất lớn, hạt tải điện như thế nào? Ôi cho mọi người coi một cái video ha. Không phải, nằm đâu ta? Một cái video nho nhỏ, nói chung video này thầy quay từ năm ngoái, 2 năm trước chứ, 2019 kìa, lúc đó thầy đang đi Nhật ha. Lúc này bà này làm cho một cái thí nghiệm của quả cầu Van de Graaff á, bà sẽ coi sự phóng điện như thế nào ha. Nói chung là tiếng Nhật không à, để thầy nói thử. Lúc này ha mọi người, lúc này có 2 quả, một cái quả lớn á, lớn chà bá, người ta sẽ kết nối điện mấy vạn mấy ngàn vạn vôn, nhưng mà mấy chục vạn vôn chứ, tầm 20-30 ngàn vôn gì đó đó. Còn một cái bên kia ha được nối đất, hay nói khác là một bên thì tích dương, một bên thì tích âm, thì khi mà bắt đầu cho điện vào thì mấy đứa sẽ thấy một cái dòng điện bay vô ha. Rồi về coi thử nè, rồi bắt đầu chuẩn bị. Ồ cái nào phải thiên vịt rồi, thầy tự nói thôi chứ thầy đâu biết bà nói gì đâu, trời ơi thầy đâu, thầy không biết thích hiểu tiếng Nhật nữa mà không hiểu. Nói chung là coi hiện tượng xảy ra hàng người, nó sẽ có một cái điện trường rất lớn ở giữa đó, nó nghe tiếng tách 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 cái kiểu đó đó, thấy không, mới thấy giật điện không, đó là do điện trường giữa 2 quả cầu rất lớn ha, sẽ khiến cho có sự phóng điện ở giữa tí, thấy đúng không đó, thấy mỗi lần một cái nó giật một cái không. Đó, đó là do một bên ha, hai hiệu thế hai rất lớn, hai nó khác là điện trường giữa 2 quả cầu này rất lớn ha, khiến cho có sự phóng điện qua chất khí. Đó, coi chơi chơi thôi ha. Đó, mình mọi người có thể lên trên ha, coi một số thí nghiệm. Ví dụ như là mình hồi đó mình coi phim gì á, mấy phim nít cái kiểu á đúng không? Thọc tay vô điện cái kiểu. Đưa tay vô có bay màu không hả? Bay đó em. Bay thiệt. Bay thiệt ha. Mọi người biết rằng là để người ta chơi mấy quả cầu này, đụng vô quả cầu thì mọi người biết có hiện tượng gì không? Hồi đó mọi người có Mr. Bean cái kiểu á, cái đụng vô thấy tóc xù lên đúng không? Đó, tóc nó xù lên đúng không? Tóc xù lên. Thì khi đó ha, chân người ta phải chạm vào một cái mặt phẳng cắt điện nha. Chứ chạm đất mà đụng vô quả cầu này đi bụi ha. Chạm đất đụng vô quả cầu đi bụi đó nha. Rồi ha. Rồi vậy thì đó là ví dụ số 2 ha, khi mà điện trường rất lớn. Rồi ví dụ số 3 ha, đó là khi ca tốt nung nóng đỏ, ca tốt ha bị nung siêu nóng, nung rất nóng, người ta gọi là nóng đỏ luôn á, thì ca tốt là cực âm ha, thì lúc này sẽ có electron bay ra. Lúc này sẽ có electron nó bay ra ha, đây electron bay ra, và khi electron bay ra ha thì dẫn đến là tạo dòng trong chất khí. Rồi thì S trong bay ra nung nóng đỏ này, người ta gọi đây là phát xạ nhiệt S trong.
Rồi, vậy thì trường hợp số 2, 3 ha là có sự phát xạ nhiệt. Và cuối cùng ha, catode không nóng đỏ. Tuy nhiên, catode không nóng đỏ ha. Tuy nhiên là gì? Các catode bị ion dương đập mạnh vào. Thì từ đây nó cũng sẽ khiến cho tạo ra én trong bay ra ha. Khiến cho e bay ra. Tại ha, catode ha bị các ion dương đập mạnh khiến cho én trong bay ra. Thì cả bốn trường hợp này sẽ tạo ra hạt tải điện trong chất khí ha. Rồi, xong. Đó là sự phóng điện tự lực ha mọi người. Rồi, mặc dù phần này ha, hình như phần này thi cử, phần này là một phần giảm tải ở phần tạo hạt tải điện. Tuy nhiên được cái là năm sau thi trung học phổ thông quốc gia ha, nó không quan tâm lắm sự giảm tải mấy đứa 11. Ha, nó không quan tâm lắm ha. Bắt buộc phải học. Nói chung là điều lắm. Đừng tin bộ giáo dục ha, không bao giờ được tin lời bộ giáo dục hết. Nó bảo không ra cái gì là sẽ ra ha. Được chưa? Cho nên là mình sẽ cứ gì? Cứ học cho đầy đủ ha. Mặc dù theo đúng công văn là phần này không thi ha. Rồi, tiếp ta qua phần 4 là mã các ứng dụng của nó. Lỡ như năm sau nó không ra thì mình thêm một cái trending nữa là đừng tin là thầy Phương đúng không thầy? Ôi, ý là ủi thì bộ giáo dục nó khai không là kệ chuyện của nó, nhưng mà nó có thể ra chứ. Sao mà biết được, trời ơi, có 4 câu lớp 11 à, sao mà trúng được. Đề thi đại học có 4 câu 11 à. Điệp chúa, vua lừa đảo, hung thần sự lừa dối, chúa tể một điều. Thằng này ngon ta. Ngon. Ngon nhờ. Rồi, được lắm. Ok. 4 la mã ha, sự phóng điện. Các sự phóng điện trong đời sống. Rồi, sự phóng điện trong đời sống ha, thì ở phần này, mỗi phần ha, các sự phóng điện này mọi người nhớ đủ cho thầy 4, 3 thứ. 3 thứ. Thứ nhất ha, định nghĩa. Đủ 3 cái ha, định nghĩa. Thứ hai ha, điều kiện xảy ra. Và thứ ba ha, ứng dụng của nó. Rồi, cứ học bài ha thì nhớ bám vô ba này học. Trả lời nói đủ 3 cái thì được về ha, không nói đủ ở lại chơi. À, hẹn người đầu tháng sau nha. Rồi, nhớ ha, đủ 3 cái. Rồi, gì đầu tiên ha, về thằng tia lửa điện. Thứ nhất, tia lửa điện. Rồi, tia lửa điện ha, định nghĩa thì tia lửa điện trước hết đó là phóng tự lực. Đó là do điện trường rất mạnh ha, điện trường rất mạnh, được chưa? Giữa vậy hai cực, ví dụ như là trên đám mây đúng không, giật xuống do điện trường đám mây hay điện trường giữa đám mây và mặt đất rất lớn. Lúc này đám mây coi như là các hạt điện tích âm, còn mặt đất như coi điện tích dương á, đó, phóng điện một cách mạnh rầm xuống đất ha. Đó thì người ta gọi đây là gì? Đây là hiện tượng phóng điện tự lực ha. Rồi, phóng điện tự lực và xảy ra khi nào? Khi có điện trường đủ mạnh. Được chưa? Khi có điện trường đủ mạnh ha. Rồi, điện trường đủ mạnh. Rồi, cái số 2 ha là về điều kiện của nó. Rõ ràng điện trường đủ mạnh đồng nghĩa với điều kiện phải có là có gì? Có e mạnh ha. Có e mạnh thì thường thường ha, nhớ con số này đi ha, lớn khoảng 3 × 10^6 V/m. Được chưa? Và rõ ràng là mình nghe được rằng là khi mà có tia lửa điện thì là mình nghe tiếng gì? Hồi nãy mình mới mới thấy á, thấy không? Nãy mình thấy nghe tiếng gì? Tiếng nổ, tách 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 đúng không? Hoặc là sấm sét cái kiểu là nghe tiếng rầm 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 rầm. Vì rõ ràng ha, thường kèm theo tiếng nổ. Được chưa? Đó. Và cái số 3 ha, ứng dụng. Thì ứng dụng trong gì? Thì thường phổ biến trong các động cơ nổ ha mọi người, các động cơ nổ. Động cơ để nổ máy chạy được đó là do sự phóng điện ha, phóng điện vô trong các động cơ khiến cho dầu bắt đầu hoạt động ha, hoặc là trong các gì đám mây cần dầu. Rồi mọi người, đám mây ha, dầu. Rồi mọi người về đọc thêm với thầy trong phần sách giáo khoa trong đề cương có phần xét, đọc kỹ phần đó ha, đọc. Rồi cái số 2 ha, đó là hồ quang điện. Rồi hồ quang điện là gì? Hồ quang điện mối hàn cái kiểu mọi người nghe tên ngầu thì thấy là hồ quang điện ha. Thì hồ quang điện nó là sự phóng tự lực luôn.
Rồi, phóng tự lực ha, xảy ra khi chất khí ở B nó phải ha, thứ nhất B thường, áp suất thường ha, hoặc là nằm ở chỗ áp suất thấp. Và U ha, không lớn. Hay là U vừa vừa không nhỏ. Thì thông thường ha, cái hồ van điện này là thứ nhất ha, nó phải có U không lớn. Và ngoài ra ha, thì là giống như là mấy đứa biết hàng điện đúng không? Nó là sự mà mình để hai hàng đó ha, mình nối điện vô đầu hàng đúng không? Rồi sau đó phóng điện qua cái thang nào nóng lên khiến cho bắn mấy cái điện. Đó thì đó là cái hồ van điện của mình đó ha. Rồi thì hồ van điện ha, có một số ý kèm theo cần phải nhớ ha. Ví dụ thứ nhất, hồ van điện ha, tỏa nhiệt và tỏa sáng. Tỏa nhiệt và tỏa ánh sáng ha. Rất mạnh. Đó rõ ràng đi qua cái chỗ hàng ha, chế chế ra nó hồi còn nhỏ đúng không? Sợ đúng không? Đi tới ha, sợ bắn vô người, nóng, phỏng. Rồi, tiếp. Số 2 ha, điều kiện. Thì cái sự phóng ra như vậy á là do cực dương đúng không? Một cái cực của nó ha, một cái cực gọi là cực cathode của nó rất nóng. Cái hồ quang điện này xảy ra là do gì? Cái cathode của nó rất nóng ha, cathode nóng đỏ. Mà cathode nóng đỏ, cái hiện tượng mà cathode được đun nóng lên rất đỏ vậy á thì người ta gọi đây chính là hiện tượng mới nói rồi, nó là phát xạ nhiệt electron. Đây là điều kiện của nó ha, phát xạ nhiệt electron. Và cuối cùng ha, ứng dụng. Rồi, ứng dụng của hồ quang điện có thứ nhất là hàng điện nè, rồi luyện kim nè, đúng không? Đây, rất nhiều ha, hàng điện. Đó, thứ hai ha, luyện kim. Đúng không? Rồi hay là gì? Hay là thực hiện được nhiều phản ứng học. Có một số hạn ứng hóa học ha, phải có hồ quang điện vô. Hoặc là gì? Hoặc là một số cái nguồn sáng trong công cộng ha, đây, nguồn sáng công cộng. Hoặc là các đèn ống bình thường ha, các đèn ống, đèn huỳnh quang ha. Đèn huỳnh quang thực chất đa đèn huỳnh quang nó là áp suất thủy ngân, cái gì hơi thủy ngân áp suất thấp á, nó là hồ quang điện á ha. Rồi, năm cái. Rồi ha. Đây, tất cả những thứ liên quan đến bài này của mình ha, đến đây kết thúc. Rồi, mọi người về hệ thống lại ha. Đó, mọi người biết đúng không, học mà đúng không, học bài đúng không? Chắc mọi người cũng quen học bài đếm số ý mà học đúng không? Cho nên rằng là mốt trả bài ha, cũng đếm ý nha. Thiếu ý thì ở lại ha, ngồi chơi. Còn không thì được nghỉ. Cho nên ha, mọi người về cố gắng coi lại bài này. Đây là một bài toán lý thuyết rất dài ha mọi người. Bài lý thuyết này rất dài. Yeah, đọc kỹ trong đề cương và rảnh á, thì mở record ra nghe một lần nữa. Vì đây là tất cả những cái về chấn điện chất khí. Và bây giờ mình nói sơ lại một lần nữa trước khi nghỉ nè. Nói sơ một lần nữa. Rồi mọi người, ở điều kiện thường chất khí có dẫn điện hay không? Điều kiện bình thường chất khí có dẫn điện hay không? Có không? Không. Đó, điều kiện thường chất khí không dẫn điện. Tuy nhiên có các tác nhân ion hóa vào thì chất khí sẽ bị ion hóa dẫn đến dẫn điện. Rồi sự bị dẫn điện trong đó nó xảy ra như thế nào? Ban đầu một nguyên tử bình thường không có gì hết. Cái tự nhiên có tác nhân ha, nguyên tử tách electron ra tạo thành ion dương. Thì những thằng electron này ha không đứng yên một chỗ mà nó nhập vào với các nguyên tử khác tạo thành các ion âm luôn. Vậy tổng cộng nó có 3 thứ. Thứ nhất ion dương, thứ hai ion âm và thứ ba electron. Và ba thằng này tạo nên hạt tải điện trong chất khí. Đây. Ngoài ra khi đặt nó vào một điện cực cathode anode thì những electron và ion âm này ha chạy về cực dương. Điện tích dương thì chạy về cực âm. Từ đó ta có ion dương cùng chịu E, ion âm electron ngược chịu E. Rồi đây là sự bản chất của dòng điện chất khí ha. Rồi về sự phóng điện không tự lực, nghĩa là phóng điện nhờ sự giúp đỡ, và giúp đỡ đó là do các tác nhân ion hóa. Và đồ thị IU ha của mình nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 ban đầu không dẫn điện gì hết. Cái có tác nhân ion hóa bay vô, cái dẫn điện một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên tới một mức nào đó nó không còn dẫn điện nữa, nó bắt đầu tích tụ dần ha, tích tụ tới một giá trị y bảo hòa. Và sau đó ha, sau đó bắt đầu tới một giá trị UC rồi đó, bắt đầu nó phóng mạnh mẽ ra.
đúng không, không cần tác nhân nữa nó cũng phóng ra được, thì lúc này ha người ta gọi đây là phóng điện tự lực. Vậy phóng điện tự lực đó là sự phóng điện mà không cần tác nhân ion hóa. Có bốn cách tạo ra hạt tải điện lúc này. Thứ nhất, nhiệt độ tăng mạnh. Chúng ta có thể nhớ đến là nhiệt độ tăng mạnh, ví dụ như là ở trên mặt trời này, hoặc là ở gần gì núi lửa các kiểu, đúng chưa? Cái thứ hai ha là điện trường rất lớn, như coi video hồi nãy là có hiệu điện thế rất lớn ở giữa hai điện cực, gây nên một cái điện trường cực kỳ mạnh ha. Đó, thì lúc này nó cũng tạo ra hạt tải điện. Cái thứ ba ha là khi mà có hiện tượng phát xạ nhiệt xảy ra, cathode được nung rất nóng. Và cái thứ tư ha, cathode không nung nhưng mà cathode bị các ion dương đập mạnh vô, én trong bay ngược ra, thì lúc này cũng tạo ra hạt tải điện. Vậy thì có bốn cách để tạo ra hạt tải điện ha. Và sau đó ta sẽ học các sự phóng điện ha trong đời sống của mình là tia tử điện và hồ quang điện. Thì nhớ dùm ha, ở phần này nhớ ba ý. Nhất, định nghĩa. Thứ hai, điều kiện. Thứ ba, ứng dụng. Đó, đều là tự lực hết. Đúng không? Tia tử điện là phải có điện trường mạnh. Đúng không? Thì nghe tiếng, có tiếng nổ. Tách 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 tách. Và ứng dụng trong động cơ nổ này, hay là gì? Trong các đám mây dông xét gì đó. Còn hồ quang điện ha, mình dễ dàng thấy là những cái ông hàng điện ở ngoài đường, đúng không? Đó là khi mà áp suất thường thấp ha, hoặc là hiệu thế không lớn, thì lúc này hàng điện mà bắn tia điện và ở lại gần thì mình thấy rằng là những cái hạt điện bắn ra có cảm giác khá là nóng, đó là do sự tỏa nhiệt và sự tỏa sáng nè. Và cái sự hồ quang điện mà hàng điện là có sự nóng ha, nóng nóng nóng, nghĩa là phát xạ nhiệt á trong. Và ứng dụng ha, có năm cái: hàng điện, điện kim, phản ứng học trong công cộng và đèn hình quang. Rồi tất cả cái này ha, là nội dung phần này. Về nhà làm trắc nghiệm 53 câu trắc nghiệm trong chất lý. Rồi tóm gọn ha, mọi người chia thời gian ra làm bài này. Phần này hôm tuần này ha, mình có trắc nghiệm điện năng. Trắc nghiệm điện năng khá dễ, chỉ có mục đích ôn tập thôi, full cộng với 53 câu chất khí này. Rồi tuần sau ta sẽ học về dòng điện trong đứa nào bay ra khỏi lớp trong khi tớ chưa cho ra vậy. Rồi thấy rồi. Rồi ha, nói chung là tuần sau ha, chúng ta sẽ học dòng điện trong chất khí ha. À lộn, dòng điện trong chân không ha, và dòng điện trong chất bán dẫn. Rồi mọi người ok hết không? Ai ok giơ tay lên cái, rồi mình nghĩ nè. Ok không mọi người ơi? Ôi trời. Ồ, nói chung hôm nay thấy mấy đứa đâu có làm gì đúng không? Mình thầy nói đậu giỡn cú giờ luôn á. Công nhận. Được không mọi người? Giơ tay lên cái nha, rồi để tay thầy coi thử coi. Được không mọi người? Thiện nè, Sơn nè, Kim nè, Hải nè, Thức nè, Châu nè, Cường nè. Ờ, nay mấy đứa khỏe re à, ngồi nghe thôi ha, mà không biết có nghe hay không thôi. Rồi tuần sau em tính lượt mấy đứa làm đó nha. Tuần sau sửa bài tập điện năng ha, trắc nghiệm điện năng tới mấy đứa làm đó, để coi coi làm được tới đâu ha. Rồi tạm biệt mọi người. À quên nói ý nữa này là từ tuần sau trở đi ha, sẽ hàng tuần thì sẽ up hai đề của các trường lên và mấy đứa tự ôn nhé. Thầy sẽ up đáp án lên sau cho mọi người nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.